Chương 21, khi một người thấp bé đến một trình độ nhất định, điểm mấu chốt chính là, còn sống, cô nhìn tầng mộc mộc, một gương mặt trẻ tuổi non nớt, toát lên sắc thái một sinh mệnh tươi trẻ sáng ngời, đời này cô khó có thể sánh bằng, chị. Chị làm sao còn có thể cười ra tiếng, tầng mộc mộc dậm chân giảng đồng, tôi nói cho chị nghe, chị kiếm thêm nhiều tiền đi nữa cũng vô dụng, bởi vì tất cả mọi người đều đang xem thường chị. Những người làm ở bộ phận TR, các cô ấy bán thân cho những kẻ giàu có cũng cao thượng hơn chị, chỉ làm loại chuyện đó, ngay cả Tôn Nghiêm cũng không có, ai sẽ thèm để mắt đến chị." Nói xong hừ lạnh một tiếng, không nhìn giảng đồng nữa. Giảng đồng đứng ở kia một hồi lâu, mới đi vào trong phòng ngủ, mặt viết đầy mệt mỏi. Trong lỗ tai cô còn vang lên những lời tần mộc mộc vừa nói, "Tôi chỉ là vì kiếm chút học phí cũng tiền sinh hoạt, tôi sẽ không giống như chị, vì tiền mà cái gì cũng làm." Giảng đồng cười cô cũng chỉ là vì kiếm chút tiền để sinh sống, có một chỗ ở có thể che mưa che gió, có thể ăn no không làm ăn mày phải đi đầu đường xó chợ, ai hiếm là gì chút tiền kia. Nếu để cho cô biết, khi đó ở phòng bao 606 nhiều chuyện xía vào chuyện vớ vẩn của tầng mộc mộc, hôm nay sẽ chọc phải nhiều phiền toái như vậy. Nếu như có thể để cho cô lựa chọn một lần nữa, cô có thể hay không sẽ, suy nghĩ một chút, liền ngủ thiếp đi, giấc ngủ này, lúc tỉnh lại là đang ở bệnh viện, cô tỉnh rồi. Giảng Đồng mở mắt ra, giọng thật trầm kêu một tiếng, "Mộng tỷ, đây là đâu?" Vừa nói, cổ họng khô khốc liền đau. "Bệnh viện." Tô Mộng cắt một trái táo thành từng miếng nhỏ, dùng tâm cắm vào đưa vào trong miệng Giảng Đồng, ăn chút gì đó rồi nói tiếp, đối với sự quan tâm thình lình xảy ra, Giảng Đồng có chút không thích ứng được nhưng vẫn nghiêm túc miếng táo Tô Mộng đút tới, "Mộng tỷ, tại sao tôi lại ở bệnh viện?" Nói đến chỗ này, Tô Mộng liền tức giận, sắc mặt trầm xuống, "Tại sao cô ở bệnh viện?" Tôi còn muốn hỏi cô, cô sốt mấy ngày rồi, nếu không phải tối hôm qua cô không thấy giảng đồng tới làm việc, lo lắng chạy đến chỗ ở của giảng đồng. Lúc đó giảng đồng sốt cao gần chết trong nhà trọ nhân viên mà không người biết, tôi tối hôm qua ở Đông Hoàng không thấy cô nên đến nhà nhìn một cái, cả người nóng đến mức có thể luộc trứng gà. Liền gọi 120, thời điểm đưa đến bệnh viện, cô đã sốt gần 42 độ, thân thể lại thiếu nước, ngay cả bác sĩ cũng nói, nếu đưa đến chậm một chút nữa, Hoa đã có sống lại cũng không cứu nổi cô. Nói đến đây, Tô Mộng trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô sốt cao mà không nói cho bạn cùng phòng biết sao. Cứng trắng tự chống cự, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, giảng đồng nghe Tô Mộng lại nhảy, mặc dù Tô Mộng rất hung dữ nhưng giảng đồng nghe được ý quan tâm, lòng từng đợt hơi ấm tràn lên, có một chút chua xót. rất nhiều năm rồi hốc mắt không chảy nước mắt, bây giờ Tô Mộng cho một chút xíu quan tâm, nhưng lúc này phản phất như cô ấy là cửa sổ duy nhất trong cuộc đời cô đem ánh sáng tiến vào, nhưng ngược lại cô càng lo được lo mất, nếu như không có cũng sẽ không sợ đau vì mất đi. Mà điểm này, giảng đồng đã được lĩnh hội triệt để. Tại sao? Thật lâu, giảng đồng rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí dùng thanh âm run rẩy để hỏi, tại sao phải đối tốt với tôi như vậy? Một miếng táo lại được đưa vào trong miệng giảng đồng, Tô Mộng phức tạp nhìn giảng đồng một cái, trên đời này không có ai thật sự đối với cô tốt, tôi nếu không đối tốt với cô, vậy ai sẽ đau lòng cô? giảng đồng cực kỳ giống cô năm xưa. Có lẽ tô mộng mới vừa nãy nói với giảng đồng câu kia, cũng là tự nói với bản thân của quá khứ, thế giới đối với cô không tốt, nếu tôi cũng không đối tốt với cô một chút, ai sẽ đau lòng vì cô, cô gái ngốc, đau lòng cho giảng đồng, cũng là đau lòng cho bản thân của quá khứ, các cô, cùng là một loại người. Tô mộng nhìn người phụ nữ ở trên giường bệnh, đang cật lực che giấu ưu tư trong lòng, nhưng lòng mi rung rung tiết lộ nội tâm, lại một tiếng than không phát ra giết, cô gái ngốc nghếch này, giảng đồng, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Mộng tỷ, cô hỏi đi, giữa cô và trầm tổng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người đàn ông trầm tu cẩn thủ đoạn quả thật quá ác độc, nhưng cũng không nên đối với một người phụ nữ như vậy, không thể nói được sao, tô mộng thấy sắc mặt giảng đồng trên giường cứng đờ một chút, không nói cũng được, ba năm trước, tôi giết người phụ nữ hắn yêu, tô mộng cầm tâm lên tay, dừng một chút sau đó lại đem tâm găm lên miếng táo rồi đưa vào trong miệng giảng đồng, thực tế thì sao? Không phải cô giết đúng không? Cô không thể nào làm ra loại chuyện mất trí như giết người này, tô mộng chắc chắn nói, chân tướng thật ra là gì? Đến giờ khác này, giảng đồng bị nhiều lần liên tục chịu đã kích và làm nhục, cực khổ như vậy nhưng chưa bao giờ than một tiếng, không rơi một giọt nước mắt nào bây giờ nước mắt rơi như mưa. Trầm tu cẩn. Anh nhìn đi. Ngay cả một người chưa quen được nửa năm như Mộng Tỷ cũng hiểu rõ về cô như vậy, Trầm Tu Cẩn. Chúng ta đã quen biết hơn nửa đời rồi, Trầm Tu Cẩn. Anh nghe đi. Rốt cuộc cũng có người tin tưởng tôi không giết người, không hề làm cái chuyện xấu xa như vậy. Hu hu hu, Tô Mộng buông tâm trong tay xuống, cô không hề khuyên giảng Đồng ngừng khóc, bàn tay chậm chậm sờ đầu giảng Đồng, ngoan, không sao đâu, tôi biết, người phụ nữ ngốc nghếch như cô làm sao có thể có dũng khí giết người không phải nói là người phụ nữ ngốc nghếch này vốn kiêu ngạo khinh thường chuyện như đi giết người lại nói tôi đoán cô cái người phụ nữ ngốc này ban đầu hẳn là rất yêu trầm tổng nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì muốn có được trầm tổng mà đi giết hại người ngài ấy yêu giảng đồng cô quá kiêu ngạo cô khinh thường đi làm mấy loại chuyện này giảng đồng nước mắt rơi như mưa nhiều năm rồi không có giải phóng tâm tình lập tức như trút ra hết thảy cả một buổi chiều giảng đồng khóc không hề ngừng lại lời nói của cô không mạch lạc nói với tô mộng tôi chưa từng làm qua nhưng hắn không tin bọn họ đều không tin hắn hận tôi toàn thế giới đều biết tôi cứ nghĩ sau khi ra tù là có thể sống một cuộc sống yên tĩnh mộng tỷ bọn họ đều đang mắng tôi toàn thế giới đều đang mắng tôi bọn họ mắng tôi ác độc mắng tôi hạ tiền mộng tỷ tôi không hề quan tâm tôi cũng không thèm hiếm lạ mấy đồng tiền kia bọn họ làm nhục tôi bọn họ để cho tôi nằm trường lên đất học chó vừa đi vừa ngoắt đuôi, bọn họ dùng hết từ ngữ nhục nhã để sỉ nhục tôi, tôi cũng không buồn, cái này có là gì đâu. Ở trong ngục, tôi bị lột sạch ném vào trong cái lồng, vòi chữa cháy cao áp trực tiếp hướng vào thân thể tôi mà phun ở trong mùa đông. Nước lúc đó lạnh đến thấu xương tôi không dám nói một tiếng, trở lại phòng giam lại có một đám tụ tập đánh tôi đến mệt rồi ngừng. Khổ sở gì tôi cũng đã trải qua, những thứ này có là gì chứ? Mộng tỷ, cô bé kia chết, cô bé ấy chết vì cứu tôi hu hu tôi đúng là một yêu tinh hại người tôi thiếu cô bé ấy nhiều như vậy nên không thể chết tôi phải sống thay cô bé tôi phải thay cô ấy thực hiện giấc mộng nhĩ hải mà tô mộng một mực nghe giảng đồng nói nghe cô kể bằng những lời không mạch lạc rõ ràng đối với giảng đồng mà nói nhiều năm oan khuất vào hôm nay phát tiết ra hết thảy bí mật trong lòng cũng nói ra trong những lời nói không rõ ràng giấc mơ nhĩ hải là gì cô bé kia là ai tô mộng không hề biết nhưng có thể loáng thoáng suy đoán ra, sự tồn tại của cô bé này đối với giảng đồng mà nói so với sinh mạng còn trọng yếu hơn. Chiều tối, ánh nắng chiều chiếu vào trong phòng bệnh. Tô Mộng đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn giường bệnh, trên giường bệnh người phụ nữ sắc mặt thiếu sức sống đang rút vào trong chăn ngủ, nắng chiều ấm áp chiếu lên giường, đang muốn đi ra ngoài, giảng đồng trên giường đột nhiên mở mắt lẩm bẩm nói. Mộng tỷ, tôi phải trả nợ, tôi chẳng còn lại gì nữa chỉ còn mỗi thân thể rách nát này tôi dùng chính mình có được không, vừa dứt lời, nhắm mắt lại ngủ đi. Nội tâm tô mộng giống như là bị đâm một cái, trong lòng ngủ vị tạp trần, lúc bệnh cả người mơ hồ, trong lòng đều là việc phải trả nợ, bất luận như thế nào tô mộng cũng không thể tin người như vậy sẽ làm ra chuyện xấu xa như chuyện đó. Giảng đồng nói, tất cả mọi người đều đang mắng cô hạ tiện, giảng đồng hạ tiện. Nếu đúng như những lời kia giảng đồng thật sự hạ tiện, vậy trên thế giới này còn ai cao quý? Người phụ nữ ngốc nghếch này, kiêu ngạo khiến cho cô kính nể bản thân mình năm đó sẽ ở thời điểm không có ai mà khóc lóc nảy sinh ý muốn chết còn giảng đồng người phụ nữ ngốc này không nói tiếng gì mặc kệ mọi thứ mà những thứ trong miệng người khác giảng đồng bán đứng tôn nghiêm hèn hạ lấy tiền ở dưới đất người phụ nữ này cho tới bây giờ không có nhìn một cái đã đem giao toàn bộ cho mình người khác không hiểu nhưng tô mộng hiểu nữ nhân ngốc này không muốn tôn nghiêm để đổi lấy thứ không phải là tiền mà là tự do người đàn ông trầm tu cẩn kia dùng 500 vạn để hạn chế tự do của người phụ nữ này. Số tiền 500 vạn này bây giờ đối với người phụ nữ ngốc này mà nói chính là một khoản tiền kết xù, vững vàng buộc chặt cô với xiềng xích. Mà hiện tại nữ nhân ngốc này đang dùng khí lực của toàn thân để dãy dụa ra khỏi xiềng xích. Trứng chọi đá, biết rõ đụng phải sẽ bể đầu chảy máu, nhưng vẫn là vô nghĩa phản kháng, trầm tổng, ngài có phải thật sự rất quá đáng rồi không? Bóng đêm buông xuống, tô mộng trở lại giải trí đông hoàng. Mới vừa vào phòng làm việc, cô ta đâu trầm tổng ngài hỏi ai tô mộng không nghĩ tới trầm tu cẩn hôm nay sẽ đại giá đến chơi phòng làm việc của mình còn ở đây chờ cô giảng đồng cô ta đâu không đề cập đến giảng đồng thì thôi vừa nhắc tới giảng đồng tô mộng không lý do một bụng tức giận đối diện với cô là bốt hơn nửa thủ đoạn tàn nhẫn cô có ý kiến gì nữa cũng không thể biểu hiện ra cố nén tức giận trong bụng tô mộng không tình nguyện nói giảng đồng hôm nay xin nghỉ đi gọi cô ta tới, người đàn ông đang ngồi trên ghế salon lãnh đạm nói tai cho phép cô ta xin nghỉ, 500 vạn kiếm đâu ra, tô mộng cắn răng đè giọng, trầm tổng. Giảng đồng đang ốm, cô giống như đang rất bất mãn với tôi, không có mặt tô mộng liền biến sắc, liền vội vàng nói, tối ngày hôm qua giảng đồng phát sốt ở nhà trọ nhân viên, nếu không phải tôi chạy tới kịp thời, bây giờ chút mạng kia đã khó giữ được. Thời điểm xe cứu thương đưa cô ấy đến bệnh viện, sốt cao 42 độ, bác sĩ nói nếu đến trễ một chút, thì thật sự không cứu được. Trầm tu cẩn tim động một cái, mới nghe người phụ nữ kia bị ống, con ngươi màu đen chật trục một chút. Một giây, hai giây, ba giây, thân thể cao lớn của trầm tu cẩn chật đứng lên, không nói một lời nhấc chân đi về phía bên ngoài phòng làm việc, thời điểm đi ngang qua tô mộng hỏi, bệnh viện nào, hiu, trầm tổng đây là có ý gì? Tô Mộng theo bản năng nói, bệnh viện nhân dân số 1, nằm ở phòng bệnh 7012 vì cho giảng đồng một môi trường nghỉ ngơi tốt, hơn nữa tình huống giảng đồng lúc đó có chút tệ, dựa theo lời bác sĩ nói thì phải ở đây mấy ngày mới có thể khỏe hoàn toàn. Tô Mộng không muốn tiết kiệm tiền, liền lấy cho giảng đồng một phòng bệnh đơn, Tô Mộng nhìn bóng lưng trầm tu cẩn đi ra ngoài, đột nhiên kêu một tiếng trầm tổng, tôi mới từ bệnh viện trở về. Lúc về cô ấy vừa mới ngủ ý là nói trầm tu cẩn không nên đi, đừng quấy rầy đến việc giảng đồng nghỉ ngơi chốc lát nữa tôi giao phó một chút công việc hôm nay, sau đó về nấu cháo đưa đến cho cô ấy, tô mộng còn nói. Bắp đùi thon dài của trầm tu cẩn không có ý dừng lại cô không cần đi, tôi sẽ cho người nấu cháo mang qua cho cô ta, cho nên, trầm tổng, rốt cuộc ngài có ý tứ gì? Sắc mặt tô mộng cổ quái nhìn bóng lưng trầm tu cẩn biến mất ở khúc quanh. Dưới lầu giải trí đông hoàng, trầm tu cẩn lên xe, gọi một cuộc điện thoại bạch dục hành, cậu giúp tôi đi trân tu trai một chuyến, mua chút cháo thanh đạm đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 phòng bệnh 7012, S, ai bị bệnh, đừng hỏi nhiều nữa mua đồ tới là được rồi, đột nhiên vang lên gì đó, trầm tu cẩn phân phó cho người trong điện thoại, nửa giờ nữa đưa đến, đệt. Tôi là siêu nhân à? Bay đến hay sao, nửa giờ, trầm tu cẩn nói ra khiến bạch dục hành thiếu chút nữa nổi khùng, còn muốn cùng trầm tu cẩn than phiền trong điện thoại, đối phương đã không chút lưu tình mà cúp điện thoại. Trong một khoảng thời gian ngắn, bạch dục hành tùy tiện khoác lên quần áo chạy như bay xuống lầu một bên xuống lầu một bên gọi điện cho trân tu trai đúng chính là những thứ này một chút sau tôi đến lấy nhanh chút nói một tràng xong cúp điện thoại trong lòng đem mười tám đời tổ tông nhà trầm tu cẩn ra hỏi thăm một lần rốt cuộc là ai bị bệnh còn phải khiến trầm tu cẩn hưng sư động chúng hương sư động chúng ra quân ồ ạt à, phát động nhiều người làm một việc gì đó động viên thi công huy động nhân lực thường mang nghĩa xấu năm đó hạ vi trà bị bệnh cũng không thấy trầm tu cẩn gấp rút như vậy trầm tu cẩn đi vào trong phòng bệnh của giảng đồng đối với phòng đơn tô mộng chọn trong lòng gật đầu một cái tô mộng làm tốt lắm trời mới biết tô mộng không phải vì trầm tu cẩn mới chọn cho giảng đồng phòng bệnh này bắp đùi thon dài bước đến gần giường bệnh của giảng đồng người đàn ông ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm trong tròng mắt đen phức tạp nhưng ngay cả bản thân cũng không hề phát hiện trầm tu cẩn chưa bao giờ nghĩ tới một người trải qua ba năm sẽ thay đổi nhiều như vậy năm đó gương mặt xinh xắn tinh xảo giờ trở nên có chút không nhận ra làn da ảm đạm mất đi màu sắc nhìn kỹ còn có thể thấy được ngũ quan giảng da giảng tiểu thư năm đó nhưng rốt cuộc cũng không phải giống như ngày xưa nữa mắt sưng vù lông mày rối loạn cánh môi khô khốc da trở nên sần sùi chỉ ba năm mà thôi lúc này người trên giường bệnh khẽ động lật người một cái tóc trên trán bị tuột xuống lộ ra vết sẹo đáng sợ được che giấu ánh mắt trầm tu cẩn trong nháy mắt sắc nhọn, chân mày nheo lại nhìn vết sẹo chướng mắt kia rất lâu, không nhìn được vương tay, vừa mới đụng vết sẹo trên trán của giảng đồng. Người phụ nữ trên giường bệnh lập tức tỉnh dậy, nháy mắt liền hoảng sợ né tránh cái tay kia, hắn tại sao tới đây? Hắn lại muốn làm gì? Sắc mặt trầm tu cẩn không tốt lắm, trốn hắn, tự hồ không tin, trầm tu cẩn lần nữa đưa tay về phía giảng đồng. Giảng đồng gần như theo bản năng kéo chăn lên, rút đầu vào trong chăn trầm tu cẩn lửa giận bốc cao ba trượng nhìn người phụ nữ cả người rút trong chăn, sắc mặt lạnh như băng dọa người. Nữ nhân đáng chết này, quả nhiên đang trốn hắn, nhìn chăm chú người đang co rút không nhúc nhích ở trong chăn, mơ hồ có thể thấy đang rung lẩy bẩy. Sau khi giảng đồng trốn vào trong chăn, liền bắt đầu cảm thấy hối hận, tự dưng cô chạy đi trốn trong chăn làm gì. Nếu như trầm tu cẩn thật sự muốn tìm cô gây phiền toái, cô trốn ở đâu cũng vô dụng. Núp trong chăn thì có ích lợi gì? bàn tay trầm tu cẩn lôi giảng đồng từ trong chăn ra, thanh âm của hắn đột nhiên lạnh đến thấu xương, môi mỏng mở ra chậm rãi hỏi từng chữ từng chữ cô trốn tôi, không có, giảng đồng vội vàng cướp lời tôi không có trốn trầm tiên sinh, nói láo, căn bản là đang trốn hắn, nhưng, giọng của cô xảy ra chuyện gì, giọng này của cô, sao mà khàn thành như vậy, bị bệnh nên cổ họng đau, mí mắt giảng đồng rủ xuống, cự tuyệt nói nhiều, cô sợ tôi, giảng đồng nheo mắt, không hề phản bác. Người đàn ông đứng ở bên giường bệnh, chân mày chậm rãi nâng lên, trong lòng càng khó chịu, đột nhiên cả người nghiêng về phía trước, dưới tầm mắt hoảng sợ của giảng đồng, một tay Trầm Tu Cẩn chống trên giường bệnh, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Một tay kia duỗi về phía giảng đồng, giảng đồng theo bản năng lùi về sau, Trầm Tu Cẩn lạnh nhạt nói, "Đừng động, quả nhiên giảng đồng biết điều hơn nhiều." Ngón tay Trầm Tu Cẩn đặt ở trên trán giảng đồng, sờ lên vết sẹo kia, cả người giảng đồng đều cảm thấy không ổn xúc cảm ở ngón tay lạnh như băng của trầm tu cẩn thật muốn không chú ý cũng không chú ý không nổi ngón tay trầm tu cẩn vuốt ve vết sẹo của giảng đồng môi không giấu vết nhấp xuống có chút không vui hỏi vết sẹo này từ đâu ra giảng đồng nhìn lướt qua trước mặt trầm tu cẩn giả mù sa mưa từ đâu ra hắn còn không rõ sao nhưng cố gắng trở về đầu bị đập nhờ anh ban tặng trong lòng cô nói thêm một câu ngón tay kia tỉ mỉ vuốt ve vết sẹo vuốt ve càng ngày càng vuốt xuống vuốt đến môi của cô, ngón tay truyến tới xúc cảm khô khốc, màu sắc cũng tái nhợt. Giảng đồng không dám tùy tiện động đậy, ngước cổ cứng ngắc, bị bàn tay của hắn bưng hơn nửa khuôn mặt, ngón cái vuốt ve môi, kỳ quái chính là nó không hồng như thạch, không mê hoặc như hoa hồng, chỉ là một bờ môi tái nhợt, nhưng lại khó hiểu câu lên dục vọng của hắn. Ánh mắt trầm tu cẩn càng ngày càng sâu, một giây kê tiếp không khách khí một hơi đem môi cô chiếm lấy, đôi môi nóng như lửa che lấp môi của cô giảng đồng không cách nào xoay sở, bị động nhận lấy nụ hôn bá đạo của trầm tu cẩn. Thật là ngọt, trầm tu cẩn hoàn toàn chìm đắm trong sự tuyệt vời của nụ hôn này, sau khi hôn xong, trầm tu cẩn trầm tiên sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, là tôi hôn tốt, hay tên khốn tiêu hành kia hôn tốt, giảng đồng vẫn trong trạng thái mơ hồ, vì nụ hôn này mà trên mặt tái nhật hồng nhuận lên rất nhiều. Còn chưa lấy lại tinh thần liền nghe được trầm tu cẩn mặt đầy lạnh lùng hỏi, a à, a à, cái gì mà a à? trầm tu cẩn nhíu mi tôi đang hỏi cô là tôi hôn tốt hơn hay tên khốn tiêu hành kia hôn tốt hơn đây là cái vấn đề quỷ quái gì thế này trầm tu cẩn thấy giảng đồng chậm chạp không trả lời trong lòng càng căm tức vấn đề này cần suy tính thời gian lâu như vậy chẳng lẽ tên khốn tiêu hành kia hôn rất giỏi để cho dư vị kéo dài đến như vậy lửa giận của trầm tu cẩn đột nhiên bốc lên giảng đồng thậm chí còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ kịp hừ một tiếng liền bị người đàn ông hung hăng đặt trên giường. Một giây kế tiếp, đầu trầm tu cẩn đè giảng đồng xuống, môi nồng lên, điên cuồng kịch liệt hôn. Vừa gầm vừa cắn, hắn phải làm tổn thương cô. Trầm tu cẩn không hiểu nổi ý nghĩ quái dị trong lòng. Giờ phút này người phụ nữ đang bị hắn đè dưới người là đầu sỏ hại chết hạ vi trà vào ba năm trước, hắn hận cô. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này trong lòng có người đàn ông nào khác, tiêu hành không được. Ai cũng không được trừ trầm tu cẩn hắn ra, cho dù giảng đồng cả đời sống trong hận ý, hắn cũng quyết không cho phép trong lòng giảng đồng có một người đàn ông nào khác. Giờ phút này trầm tu cẩn căn bản không hề suy nghĩ, hắn tại sao lại đối với giảng đồng có ý muốn điên cuồng độc chiếm bá đạo như vậy? Hắn nhận định hắn hận người phụ nữ này, nhưng không hề nghĩ tại sao lại để ý nhất cử nhất động của người phụ nữ này như vậy. Rồi sau này, hối hận trăm ngàn lần, vì hôm nay cùng ba năm trước đã đối với cô như vậy. khụ khụ cửa phòng bệnh truyền ra một tiếng ho khan giảng đồng cả kinh theo bản năng đẩy vai trầm tu cẩn một cái nhưng người đàn ông càng cố chấp bá đạo đem người phụ nữ dưới người ngước mặt lên một bàn tay đặt trên nửa gương mặt giảng đồng mà môi của hắn không kiên kỵ hôn xuống không thèm để ý trong phòng bệnh có nhiều hơn một người mặt giảng đồng đỏ đến tận lỗ tai cả phòng bệnh cô đều có thể nghe được thời điểm trầm tu cẩn hôn cô phát ra âm thanh đỏ mặt kia hôn xong trầm tu cẩn không giấu vết mở mắt ra trong mắt đen thui khóa trên mặt người phụ nữ, hắn rất hài lòng về điệu bộ đỏ mặt của cô. Lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, tư thế cao nhã, dư quan khóe mắt nhìn lướt qua cửa phòng bệnh. Thanh âm lười biến cực hạn hỏi, cậu tới đây làm gì, cái, điệu má, bạch dục hành sắp muốn kêu thành tiếng chó. Một cú điện thoại, bắt hắn đi trân tu trai mua cháo đến, ngược lại bây giờ hỏi hắn tới đây làm gì. Trầm tu cẩn, cậu không hổ thẹn gì mà nói câu này sao, tức giận cầm hộp dưỡng nhiệt trong tay, đi đến mép giường đặt lên tủ, sau cái loại chuyện này đừng có làm quan minh chính đại như vậy, ban ngày ban mặt làm chuyện đồi phong bại tục, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Trầm tu cẩn một chút phản ứng cũng không có, giảng đồng bên kia ngay cả đầu ngón chân đều đỏ lên, cô xấu hổ vùi đầu xuống, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Ngay vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu óc giảng đồng có chút loạn, trầm tu cẩn hôn cô. Tại sao trầm tu cẩn bỗng nhiên hôn cô? Trong lòng giảng đồng có chút loạn, lòng tĩnh lặng hồi lâu, một khắc vừa rồi có chút dao động bạch dục hành kéo trầm tu cẩn một cái thần thần bí bí kéo trầm tu cẩn ra bên ngoài phòng bệnh cô ta cô ta cô ta giảng đồng trong lòng bạch dục hành vừa nhìn đã biết đó là giảng đồng ngày đó ở trong phòng bao sáu trăm linh sáu nhưng hắn không thể nào tin nổi là trầm tu cẩn đè giảng đồng dưới người kịch liệt hôn chính cậu không nhìn được sao không phải bạch dục hành kéo trầm tu cẩn đang xoay người chuẩn bị vào phòng bệnh trầm tu cẩn đừng nói là cậu động lòng với cô ấy rồi lần này bạch dục hành thành công ngăn cản trầm tu cẩn rời đi người đàn ông chậm rãi đứng lại nguy hiểm nhìn chằm chằm bạch dục hành cậu nói ai cô ấy là ai giảng đồng nếu không còn nói ai bạch dục hành bị ánh mắt trầm tu cẩn nhìn đến da đầu tê dại nhìn cái anh cậu đừng có dùng ánh mắt tia hồng ngoại kia bắn đến chỗ tôi ok hắn không phải chỉ nói lên một câu suy đoán hợp lý thôi mà gì mà đến nỗi đó thời điểm trầm tu cẩn đi vào phòng bệnh một lần nữa trên người bao phủ một tầng sương lạnh nhìn vào chính là một hầm băng di động, lạnh như băng quét giảng đồng một cái, môi mỏng lạnh nhạt mở ra, ăn đi, trên tủ là thức ăn tôi đặc biệt để bạch dục hành đi mua, giảng đồng ngơ ngác há miệng nhìn chầm chầm trầm tu cẩn, nhưng chỉ có mình cô biết, cánh cửa trong lòng ở xó xỉnh yên lặng phủ đầy bụi đã lâu, bây giờ đang chậm rãi hé mở, dù sao cũng là bán tiếng cười, nếu đã bán, tôi hôn cô dĩ nhiên trả cho cô thứ tốt hơn, vừa nói. Từ trong bóp tiền móc ra một đống tiền mặt, không thèm để ý vứt lên giường bệnh của giảng đồng, những thứ này là công ty cho cô thanh toán tiền viện phí. Không đủ thì nói với tô mộng, bùm, cửa lại khóa chặt, vừa mới hé ra một khe nhỏ, lại lần nữa nặng nề khép lại, nghỉ ngơi cho tốt, chữa hết bệnh rồi mới có thể kiếm tiền cho tôi. Trầm tu cẩn tiêu sái rời đi, giảng đồng trên giường bệnh mặt xám như tro tàn, cô cứ nghĩ hắn có một chút cảm giác mới có thể hôn mình, cứ nghĩ hắn đang cho cô một tín hiệu, nhưng cô sai rồi. Người đàn ông này hận cô, vẫn hận cô như trước đây, hắn chỉ biết hành hạ cô, làm nhục cô. Sẽ không yêu cô, cô lại ngu ngốc rồi. Trầm Tu Cẩn, những lời hồi nãy cậu nói với giảng đồng rất có tính sát thương đó. Cậu biết không, Bạch Dục Hành đi sau Trầm Tu Cẩn, nói ra những loài bản thân thấy, tôi cần phải quan tâm cảm nhận của cô ta sao? Cậu cái người này, cho tới bây giờ đều tùy hứng như vậy. Hiện tại đối với cô ấy như vậy, vạn nhất tương lai hối hận thì sao? trầm tu cẩn đưa một điếu thuốc cho bạch dục hành không cho là đúng cười một cái hút một điếu thuốc đi đừng suy nghĩ lung tung hối hận hắn sẽ vì vậy mà hối hận sao tuyệt đối không có khả năng bạch dục hành không nói thêm gì nữa thật ra hắn cũng cảm thấy với tính trầm tu cẩn tuyệt đối sau này sẽ không hối hận chuyện gì chu dù là năm đó hạ vi trà xảy ra chuyện bạch dục hành cũng chưa từng thấy qua trầm tu cẩn hối hận uống một ly không tôi có một số việc phải đến đông hoàng xử lý Bạch Dục Hành lập tức mặt dạng mày dày đi theo Trầm Tu Cẩn đến Đông Hoàng. Giải trí Đông Hoàng, Tô Mộng kêu người đưa Tần Mộc Mộc đến phòng làm việc của cô. Giảng Đồng cùng cô ở cùng một nhà trọ, cô ấy sinh bệnh, cô cũng không hề phát hiện ra. Tô Mộng ngồi ở trên ghế salon trầm trầm hỏi cô gái trước mặt. Thật ra thì cô đối với Tần Mộc Mộc cũng không có ấn tượng gì, chẳng qua là hôm qua Giảng Đồng không thấy tới đến làm, cô mới đi bộ phận PR tra xét một chút địa chỉ cụ thể nhà trọ nhân viên Giảng Đồng sống. Cũng thuận tiện xem danh sách nhà trọ nhân viên thấy được giảng đồng ở cùng nhà trọ với Tần Mộc Mộc, Tô Mộng người phụ nữ này không dám nói là từ trong núi đao biển lửa đi qua, nhưng loại người nào cũng đã từng thấy qua. Cùng một nhà trọ nhân viên, một người nếu không tới làm, thân thể khác thường, cô căn bản không tin Tần Mộc Mộc một chút cũng không phát giác ra chuyện gì, cũng chỉ có thể nói, Tần Mộc Mộc là cố ý không để mắt đến giảng đồng. Đêm qua tình hình có bao nhiêu nguy hiểm, đến bây giờ Tô Mộng vẫn còn khắc sâu thời điểm thấy giảng đồng nằm trong nhà trọ, đối phương đã sốt cao đến hồ đồ. Nếu không phải cô kịp thời phát hiện, sợ rằng mạng nhỏ của giảng đồng đã mất ở nơi đó rồi. Sự lạnh lùng và coi nhẹ của Tần mộc mộc, tô mộng không quan tâm, nhưng nếu bởi vì sự lạnh lùng và coi nhẹ của tô mộc mộc mà hại chết một sinh mạng sống sờ sờ, người như vậy, cô không dám lưu lại. Tô mộng làm việc, từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận, mới vừa rồi cô lại đi tra xét mối quan hệ giữa Tần mộc mộc và giảng đồng. Thú vị chính là trong miệng Luna ở trong phòng bao việc 606 nghe được một ít chuyện khiến cô không nghĩ tới. Tần Mộc Mộc có chút đứng ngồi không yên, Mộng Tỷ từ trước tới giờ là đối tượng Tần Mộc Mộc không dám hy vọng sánh bằng. Mà hôm nay lại cố ý đơn độc kêu cô lên phòng làm việc, Tần Mộc Mộc cho là có phải mình đã làm sai chuyện gì mới bị gọi tới. Nhưng giờ phút này nghe được Mộng Tỷ nói tới Giảng Đồng, trong lòng Tần Mộc Mộc liền an tâm. Nguyên lai like chỉ bởi vì mình và Giảng Đồng cùng một nhà trọ cho nên gọi đến hỏi theo thông lệ mà thôi, hù chết cô. Mộng tỷ, tôi cùng người phụ nữ kia không quen nhau, người phụ nữ kia. Tô mộng ngẩng đầu lên, quét cô gái trước mặt một cái, mi dần dần nần lên, có chút hào hứng mở miệng, không nhanh không chậm hỏi người phụ nữ kia. Tần mộc mộc nhìn biểu tình của tô mộng, chân tay có chút lúng cuốn. Nhưng cô cẩn thận suy nghĩ một chút, mình cũng không có nói gì sai, mộng tỷ rốt cuộc là có ý gì. Tần mộc mộc, cô rất xem thường giảng đồng sao bỗng nhiên tô mộng hỏi một câu không liên quan đương nhiên rồi loại nữ nhân đó ai thèm quan tâm cô ta chứ tần mộc mộc vô thức muốn trả lời như vậy nhưng tiềm thức lại thấy trực tiếp nói như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng của mình trong lòng mộng tỷ thật ra thì tần mộc mộc quả thật rất lo lắng tô mộng nhiều chuyện bận rộn nếu không phải lần này bởi vì chuyện của giảng đồng ai sẽ biết tần mộc mộc cô là ai trong lòng tần mộc mộc sắp xếp câu từ sau đó dè giặc nhìn về phía tô mộng nói chị ta làm những chuyện kia chẳng còn chút tôn nghiêm nào mà truyền khắp đông hoàng rồi chị ta lại có thể vì tiền mà nằm trên đất vẫy cái đó nhặt tiền chứ mộng tỷ mọi người đều đang mắng chị ta rất 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 nói xong lời cuối cùng tần mộc mộc thấy những lời muốn nói ra khỏi miệng đều không muốn nói mặt tô mộng kéo căng đột nhiên cười lúc đầu như gió xuân bây giờ giống như đông tuyết có chút dị thương trong đầu tần mộc mộc nghĩ lần này cô sẽ không nói sai gì đi nhớ tới giảng đồng tần mộc mộc cảm thấy mình không sai tôi mộng cười nhìn tần mộc mộc rất như thế nào rất không biết xấu hổ hay là rất ti tiện môi tinh xảo đỏ tươi kia móc lên một cái thập phần coi thường người như tần mộc mộc này bỗng nhiên thu lại nụ cười tô mộng thập phần dẻo cợt nói tôi vừa xem qua tài liệu của cô là học sinh đại học s cô có phải là nghĩ cô là phù sa không nhùng buồn đúng không cô rất trắng rất sạch Cô có phải hay không cảm thấy giảng đồng thật thấp kém ti tiện, không xứng người tâm trí thanh cao như cô ở dưới một mái hiên, nên lúc cô ấy bệnh, cô ấy không tới làm, cô cũng có thể đem người này xem nhẹ. Tần Mộc Mộc mặt đầy mơ hồ, nhìn về phía Tô Mộng, lời này của Mộng tỷ là có ý gì? Cô dù gì cũng là học sinh của trường đại học S, sẽ không ngay cả lời vừa rồi của Tô Mộng là khen hay chế giễu cô cũng không nghe hiểu. Tô Mộng đột nhiên đứng lên, đi tới trước người Tần Mộc Mộc. Tô Mộng vốn cao lại còn mang theo giày cao gót, đứng ở trước mặt Tần Mộc Mộc, trong nháy mắt liền thấy Tần Mộc Mộc rất thấp bé, Tô Mộng lại là người lăn lộn thương trường nhiều năm, đồ làm việc mặt trên người, thập phần phong thái nữ vương, đây không phải là loài trẻ người non dạ như Tần Mộc Mộc có thể so sánh. Tần Mộc Mộc, cô cho là cô cao thượng, cô trong sạch. Chí hướng của cô cao xa. Trong đầu cô xem thường giảng đồng. Tôi nói cho cô nghe, Tần Mộc Mộc cô kém xa giảng đồng. Tần Mộc Mộc không phục, mộng tỷ cô nói những lời này thật quá đáng, tôi cố gắng thi đậu đại học S, tôi là sinh viên trường đại học S, sẽ kém hơn một người phụ nữ không biết xấu hổ, tôn nghiêm cũng không có sao, chúng tôi giống nhau đều không có tiền, nhưng tôi không vì chút tiền mà cái gì cũng chịu làm, tôi mặc dù làm ở Đông Hoàng nhưng một mực giữ khuôn phép của người phục vụ, tôi cùng người phụ nữ cái gì cũng chịu bán như giảng đồng là không giống nhau. Ha, Tô Mộng cười lạnh một tiếng, chớ nghĩ mình cao thượng. Phú thương, thương nhân công tử nhà giàu đến đông hoàng tùy tiện người nào cũng có thể tạo áp lực cô cho là tầng một một cô vẫn có thể cao thượng đến mức nào ngày đó ở phòng bao sáu trăm linh sáu chính cô còn nhớ rõ chứ nếu không phải giảng đồng mềm lòng giúp cô giải vây cô cho rằng bây giờ còn có thể đứng ở đây mà nói mát sao sắc mắt tầng một một trắng nhợt cô nhớ lại chuyện hôm đó nhưng 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 cái này có thể nói lên cái gì chứ coi như chuyện mộng tỷ nói là thật thì sao giảng đồng là thuận tay giúp tôi giải vây nhưng tôi không phải ép chị ta vì tiền mà nằm trên đất làm chó lấy lòng những vị khách kia. Nói cho cùng chị ta cũng vì tiền mới làm chuyện như vậy. Cùng tôi có quan hệ gì chứ, Tô Mộng thật sự tức đến bật cười, vì giảng đồng làm chuyện không đáng. Nhìn tần mộc mộc này xem, chật chật, tại sao giảng đồng lại đi giải vây cho một thứ đồ như vậy chứ, lời nói làm nhục nồng đậm của Tô Mộng, tần mộc mộc nghe xong sắc mặt cũng biến đen, cũng lên phát cáu nhìn về phía Tô Mộng, Mộng tỷ, cô dựa vào cái gì mà làm nhục người khác? Tần Mộc Mộc tôi ở Đông Hoàng làm phục vụ đúng là không sai, nhưng tôi dựa vào chính bàn tay mình, dựa vào mồ hôi của mình, tiền kiếm được đều là tiền sạch sẽ. Mỗi một phân tiền đều do chính tôi cực khổ bằng mồ hôi nước mắt kiếm được, không có một phần giống giảng động bán đứng tôn nghiêm để đổi lấy. Tôi cảm thấy tôi sống rất thản nhiên, không thẹn với lòng, dựa vào cái gì mà phải bị mộng tỷ đây làm nhục. Tô mộng không nhịn nổi cười, tần mộc mộc, tôi đã nói rõ với cô, ngày đó nếu không có giảng đồng giúp cô giải vây, chỉ bằng cô không cho hi công tỉ mặt mũi. Hôm nay đã sớm bị hy gia hy công tử kia chỉnh cho tình cảnh bây giờ giống như giảng đồng rồi, à không, cô còn không bằng giảng đồng. Tô Mộng khinh thường cười, chuyện giảng đồng có thể làm được, cô làm không nổi, tôi dĩ nhiên làm không nổi, cái loại chuyện không có xấu hổ tôn nghiêm kia, tầng một một tôi cả đời này căn bản không đi làm. Tô Mộng gật đầu một cái, hy vọng một tuần sau, cô vẫn có thể nói như vậy cô lười cùng cái loại thanh thuần thiếu nữ này nói nhảm, sau khi trải qua chuyện bị người khác bắt ép rồi, tần mộc mộc vẫn có thể nói những lời thanh thuần này, đó mới thật sự là thanh thuần. Một người sa đọa là do bản thân mình chọn, đừng nói một tuần sau, kể cả một tháng, một năm, cả đời tôi đều nói như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn không đi làm ra loại chuyện vì tiền giống như giảng đồng, cái gì cũng có thể bán đứng được, tô mộng tồ một tiếng, không nhìn cô ta nữa, tốt lắm, cô đi ra ngoài đi. Vậy mộng tỷ tôi đi ra ngoài làm việc tầng một một hầm hầm xoay người thời điểm đi tới cửa sau lưng truyền tới thanh âm của tô mộng tầng một một cô phải nhớ những thứ hôm nay giảng đồng phải chịu vốn dĩ bắt đầu từ chuyện tầng một một cô đắc tội hi công tử phải tiếp nhận trên thế giới này luôn có những chuyện có thể ép cô cúi đầu nếu cô không suy nghĩ cho giảng đồng vậy thì tôi cũng không cần phải che chở cho cô nữa tầng một một xem thường che chở của tô mộng từ lúc cô bắt đầu bước vào đông hoàng cũng chưa được cảm nhận qua cô cho là cái gọi là che chở của tô mộng căn bản không đáng nhắc tới nhưng rất nhanh tầng một một rút cuộc rõ ràng ở đông hoàng sự che chở của tô mộng quan trọng đến mức nào ở giải trí đông hoàng người phục vụ nhiều lắm là bị những khách hàng đùa giỡn một chút nhưng quá đáng hơn nữa cũng chưa có đây là nhờ vào danh tiếng cùng thực lực của đông hoàng cùng với nguyên tắc của tô mộng tầng một một từ chỗ của tô mộng rời đi rất nhanh toàn bộ đông hoàng đều âm thầm nổi lên một trận gió lốc nho nhỏ Tần Mộc Mộc ban đầu còn không có cảm giác gì, một người tương đối thân với mình, cũng là học sinh của trường đại học S, lén lúc hỏi Tần Mộc Mộc cô làm chuyện gì đắc tội mộng tỷ. Tần Mộc Mộc vừa nghe liền tức giận, có phải mộng tỷ xử phạt tôi hay không? Đừng nói đùa chứ, cho tới bây giờ mộng tỷ sẽ không bởi vì người phục vụ nào nói sai lời, làm sai cái gì mà đi đối phó với người phục vụ đó. Mộng tỷ chỉ cần hất tay là người phục vụ đó mất việc, tần mộc mộc biểu môi một cái, tôi còn tưởng là chuyện gì, không phải chỉ là nhìn tôi không vừa mắt thôi sao tôi tránh né cô ta là được rồi cô thôi kệ cô tự thu xếp ổn thỏa đi người phục vụ có quan hệ tốt với tần mộc mộc không nói thêm gì nữa nhìn tần mộc mộc như vậy căn bản không thèm để ý chuyện này người ta tự mình còn không để tâm một người ngoài như mình nhiều chuyện quản vớ vẫn làm gì không khéo còn bị người ta nói mình rảnh rỗi Tô mộng ngồi trong phòng làm việc không quá đem chuyện của tần mộc mộc để trong lòng lần này không bởi vì loại như tần mộc mộc không hiểu được biết ơn không biết ơn thì cũng thôi đi, còn ngoài sáng trong tối đem ân nhân của mình chăm chọc đến trong buồn, tô mộng cũng sẽ không thèm vì một người phục vụ mà tức giận, đúng. Cô thừa nhận, cô đối với người phụ nữ ngốc nghếch kia có một chút thiên vị. Thấy giảng đồng giống như thấy bản thân mình năm đó, nhớ tới những năm mình cực khổ, liền không nhịn được che chở nữ nhân ngốc giảng đồng này thêm một chút, nhưng, nếu không phải tần một một tự mình tìm chỗ chết, cô cũng không thèm để tâm tới ngày đó chuyện ở phòng bao 606 cô đều đã hỏi rõ. Giống như cô nói, Giảng Đồng nhiều chuyện giải vây cho Tần Mộc Mộc, từ đây cũng thay Tần Mộc Mộc chịu phần tội này. Nếu không thay Tần Mộc Mộc giải vây, dựa vào tình huống lúc ấy trong phòng bao, Tô Mộng suy đoán, người đàn ông Trầm Tu Cẩn kia Tô Mộng đoán cũng sẽ không nhận ra Giảng Đồng. Tô Mộng đứng lên, mới ra khỏi phòng làm việc liền đụng phải Trầm Tu Cẩn và Bạch Dục Hành. Trầm Tổng, Bạch Tiên Sinh bạch dục hành cười trêu ghẹo tô mộng cô đây là đang nhạo đầu vào ngực sao thật ra là không phải lúc tô mộng vừa vặn ra khỏi phòng làm việc liền đụng vào ngực trầm tu cẩn trầm tu cẩn ngược lại không phản ứng gì đẩy tô mộng ra phía sau lại là một tiếng trêu ghẹo của bạch dục hành trầm tu cẩn tôi nói cậu cái người này không biết thương hoa tiết ngọc gì đại mỹ nhân như tô mộng đã nhào vào trong ngực cậu cứ như vậy mà đem người ta đẩy ra cậu thích thì tới đi âm thanh lạnh như băng nói xong trầm tu cẩn trực tiếp đưa tô mộng vào trong ngực của bạch dục hành tô mộng là kiện tướng đắc lực của tôi cậu phải đối đãi thật tốt với người ta ép đại ca tôi sai rồi tôi sai rồi còn chưa được sao bạch dục hành khóc không ra nước mắt tô mộng tỉnh bơ lùi ra khỏi ngực bạch dục hành sửa sang lại quần áo một chút nhìn về phía trầm tu cẩn trầm tổng giảng đồng cô ấy không chết được tô mộng bị lời của trầm tu cẩn chặn họng người này nói chuyện có thể cho người khác nói câu tiếp hay không ô hát Gần đây người phía dưới làm việc không an phận, loan truyền những tin đồn linh tinh nhiễu loạn lòng người. Tôi đang muốn đi tìm mấy người đó nói chuyện một chút, Tô Mộng nói một câu không liên quan, nhưng Trầm Tu Cẩn tự hồ nghe hiểu, trong mắt đen giật giật, lời nói linh tinh về ai? Giảng Đồng, Tô Mộng nói, ngày đó chuyện ở phòng bao 606 bị người ta truyền ra ngoài, bây giờ toàn bộ Đông Hoàng không ai không biết chuyện của Giảng Đồng ở phòng bao hôm đó. Cô chỉ nói từng đó, không có nói nhiều về chi tiết, chỉ nói chuyện Giảng Đồng ở phòng bao không nói giảng động ở phòng bao gặp chuyện gì, nhưng hiển nhiên, trầm tu cẩn lập tức nghe hiểu. Trong nháy mắt, hai mắt vừa mới bình tĩnh không gợi sóng đã bắn ra ánh sáng sắc bét, rơi vào trên mặt tô mộng, trầm giọng hỏi chuyện này ai truyền ra, chuyện này tôi cũng vừa biết, không phải vừa rồi tìm tận một một hỏi chuyện, tô mộng cũng không biết được chuyện này, dẫu sao mấy chuyện này cũng là ngấm ngầm truyền ra cũng mới được hai ngày mà thôi, do dự một chút, tô mộng nói tôi đoán không nhầm thì là Luna người phục vụ riêng của phòng bao 606, ngày đó cô vừa vặn bắt gặp Luna ở bên ngoài phòng bao nghe lén. Trừ Luna ra không có người thứ hai, đi tìm cô ta tới đây, trong mắt trầm tu cẩn lạnh như băng một mảnh, híp mắt lại hỏi tô mộng một chuyện khác giọng của giảng đồng là xảy ra chuyện gì, chuyện này, đêm hôm đó lúc giảng đồng đem năm vạn đưa cho tô mộng, tô mộng có hoài nghi nên sau đó cũng đi điều tra, là người mới ở bộ phận TR, gọi là trăng trăng, kéo giảng đồng vào phòng bao của khách đoán chừng là muốn chỉnh giảng đồng, để cho cô ấy hát sắp xỉ 50 bài hát, tất cả đều là những bài hát cao âm, vốn dĩ trong phòng bao chỉ có ba người khách nhân, trăng trăng và giảng đồng, chuyện này giảng đồng không nói, sẽ là đá chìm đáy biển không người biết, nhưng trăng trăng hết lần này đến lần khác đem chuyện này ra cười nhạo, nói cho tất cả người trong bộ phận TR nghe, tô mộng cũng biết rồi. Bạch dục hành, điệu má, một tiếng, cái này có bao nhiêu ác độc nhỉ? Trăng trăng này đúng là một người ác độc trầm tu cẩn sau khi nghe xong, trên mặt ngưng kết một tầng sương động, hướng về phía tô mộng gật đầu một cái thuận tiện đem trăng trăng này đưa tới phòng bao 606 chờ. Nói xong liền đi về phía thang máy, bạch dục hành đi theo sau lưng trầm tu cẩn, rõ ràng phát giác ra bạn tốt của mình đang đè nén tức giận. Môi nhếch lên, trong mắt bạch dục hành lóe lên nét sôi sục. lần này thú vị rồi đây, người khác khi dễ giảng đồng. Trầm tu cẩn áp chế lửa giận, điều này chứng tỏ cái gì? Môi bạch dục hành lần nữa nhếch lên. Phòng bao 606, Luna cùng Trăng Trăng mắt như bốc lên một ngọn lửa nhỏ nhìn về phía hai người đàn ông ngồi trên salon. Hai người này đúng là cực phẩm. Thời điểm Tô Mộng gọi người đưa Luna cùng Trăng Trăng đến phòng bao VIP 606, hai người còn tưởng có kim chủ đến vì hai cô gọi đích danh. Vào phòng bao, ánh mắt Luna cùng Trăng Trăng trong nháy mắt liền sáng lên. Trầm Tu Cẩn cùng Bạch Dục Hành, ở giải trí Đông Hoàng hai người này chính là đại nhân vật, ai là Luna? Ai là Trăng Trăng? Trong phòng bao, trầm tu cẩn lười biến ngồi ở ghế salon, thanh âm trầm thấp từ tính không nhanh không chậm hỏi, em. Em là Trăng Trăng, Luna nhìn lướt qua Trăng Trăng ở bên cạnh, âm thầm biểu môi một cái, không được rồi, thấy đàn ông thì phải nhào tới. Vừa rồi đã bị người khác cướp mất cơ hội, hư. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Luna cũng không chịu yếu thế bước lên trước một bước, em là Luna, bàn thủy tinh đã dọn lên rượu cùng mâm trái cây, Bạch Dục Hành tự rót cho mình một ly rượu vang, mắt đầy vẻ xem kịch vui uống một hớp rượu, vừa nhìn hai người trước mặt ăn mặt mát mẻ diêm dúa lẳng lơ, nhất là thấy sự trần truồng câu dẫn trong mắt hai mặt hàng kia, Bạch Dục Hành mượn ly rượu chặn lại sự châm biếm bên môi, ai tới trước, trầm tu cẩn nhàn nhạt mở miệng, Bạch Dục Hành đang uống rượu thiếu chút nữa sặc ở cổ họng, này anh giai à, lời nói mập mờ như vậy, sẽ bị người ta hiểu lầm đó. Trầm tổng, em rót rượu cho ngài, Luna khéo léo đưa đẩy nói trăng trăng không cam lòng yếu thế, cố ý ưỡng cao bộ ngực đầy đặn, kiều mị cười nói, trầm tổng, Luna tỷ giúp ngài rót rượu, em giúp ngài ăn trái cây nhé. Bạch Dục Hành ở một bên cười ha hải nhìn trầm tu cẩn không nhanh không chậm gật đầu rồi nói, không gấp, tới từng người từng người một, ha. Bạch Dục Hành thật sự rất muốn bật cười, đáng thương là hai người trước mặt vẫn không biết gì. Lúc này, tô mộng gõ cửa đi vào, trong tay xách một cái vali trầm tổng, đồ ngài muốn tôi đã cầm tới ở dưới tầm mắt trầm tu cẩn, tô mộng đem vali đặt ở bàn thủy tinh rồi mở vali ra. Thời điểm chiếc trương xinh xắn được mở ra, trong phòng vào vang lên hai thanh âm cùng nhau hít một hơi đè nén. Ôi, Luna cùng trăng trăng mắt sáng lên nhìn chầm chầm một đống tiền giấy trong rương, hồn cũng như bị lấy mất. Người đàn ông trên ghế salon đột nhiên đứng lên, vóc người thon dài như người mẫu lập tức kéo lại tâm trí của hai người phụ nữ Luna và Trăng Trăng. Trầm tu cẩn tiện tay nắm lên một đống tiền, ngay trước mặt hai người đàn bà ném lên không trung, động tác vô cùng tiêu sái, cô, hắn nhìn về phía Luna, ánh mắt coi thường trần truồng nhìn đến, lãnh đạm nói, nằm trên đất, đem tiền ở đây toàn bộ nhặt lên, Luna ngạc nhiên. Trầm tổng, cái này, cái này không tốt lắm, có gì không tốt, làm theo đi, sắc mặt Luna cứng đờ, nhưng rốt cuộc là tay lão luyện, lập tức kịp phản ứng, uống éo hờn dỗi, trầm tổng ngài không nên làm khó người ta, người ta là thích con người của trầm tổng cũng không phải là tiền của ngài, phục, bạch dục hành thề, lúc này hắn thật sự không nhịn cười nổi, tô mộng, cô dạy cô ta quy củ một chút, ánh mắt nũng nịu và quyến rũ kia của Luna, trầm tu cẩn ngay cả ánh mắt cũng lười cho cô, vâng, trầm tổng ánh mắt tô mộng lạnh xuống, Luna, khách hàng vĩnh viễn đều đúng, khách hàng muốn cô nằm xuống, thì cô buộc phải nằm xuống, khách hàng muốn cô uống rượu, thì cô phải uống rượu. Cô là người ở Đông Hoàng lâu rồi, sao nào? ngay cả những điểm này cũng không biết sao. Mộng tỷ, tôi, tôi không, có những lời, nghĩ xong hẳn nói, Luna nghe lời của tô mộng xong, đành cắn răng nằm bò xuống, đem toàn bộ tiền trên đất nhặt lên, Luna không cam lòng bò đi nhặt tiền, cứ nghĩ chuyện này như vậy là kết thúc, trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng ra lệnh nhàn nhạt, eo nhúc nhích một chút, mông lắc lắc, đừng có giống như con cá chết như vậy, sắc mặt Luna trong nháy mắt trắng bệch, lần này, cô rốt cuộc ý thức được một chuyện, cảnh tượng của mình trong thời điểm này, không phải giống như tình cảnh của giảng đồng ban đầu lúc ở phòng bao 606 hay sao? Sắc mặt cô trắng bệch, không biết làm như thế nào cho phải. Cô mặc dù là phục vụ riêng của phòng bao, nhưng tới nay làm thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng bị khách hàng nào làm nhục đến như vậy. Lòng tự ái của cô không thể tiếp nhận được chuyện này, cô cũng không phải là loại vì tiền như người phụ nữ giảng đồng mà cái gì cũng chịu làm. Giá trị con người của cô ở Đông Hoàng cũng không phải cái loại mặt hàng như giảng đồng có thể so sánh. Không nghe hiểu lời của Trầm tổng nói sao, Tô Mộng lạnh lùng lặp lại, bảo là cô phải động cái eo lắc cái mông. Luna cảm thấy mình bị áp bức và lăng nhục. Mộng tỷ. Trầm tổng. Chẳng qua tôi không cần số tiền này nữa là được chứ gì, số tiền này cô cũng không là gì. Luna tức giận lập tức đứng lên, cô tức giận nhìn về phía Trầm Tu Cẩn, Trầm tổng, số tiền này, Luna tôi không nhặt, cũng không cần. Môi mỏng của trầm tu cẩn hơi nhếch lên, ung dung thông thả nói ai nói tiền trên mặt đất, cô nhặt lên chính là của cô. Luna ngược lại hít một hơi đầy tức giận, sắp nổi khùng đến nơi trầm tổng. Đừng tưởng rằng ngài là đại nhân vật liền có thể chà đạp tôi, ở Đông Hoàng thì phải để ý đến quy củ của Đông Hoàng, nhân vật lớn hơn nữa đến Đông Hoàng cũng phải chịu quy củ ở đây. Ở Đông Hoàng, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến trầm tu cẩn trầm tổng, nhưng không mấy ai biết Đông Hoàng là của trầm tu cẩn dĩ nhiên, Đông Hoàng cũng chỉ là một sản nghiệp nhỏ nhoi của Trầm Tu Cẩn mà thôi. Ha 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 ha! Trong không khí nghiêm túc như vậy, Bạch Dục Hành đột nhiên cười đến rớt nước mắt. Ai io, trời ạ, à, thú vị. Trầm Tu Cẩn, có người nói với cậu về quy củ của Đông Hoàng, cậu định làm như thế nào đây? Trầm Tu Cẩn cười khẽ một tiếng. Cô nói không sai, hắn nhìn về phía Luna. Ở Đông Hoàng, phải tuân thủ quy củ của Đông Hoàng. Mà thật đúng lúc, ở Đông Hoàng, tôi chính là quy củ. Luna nghe không hiểu. Tô Mộng ở một bên nói thêm, Đông Hoàng Giải trí là một sản nghiệp dưới tên Trầm tổng, cho nên Luna, nếu như sau này cô còn muốn có đường sống thì tốt nhất nghe lời Trầm tổng, làm theo lời ngài ấy nói. Sắc mặt Luna lúc này đã trắng đến mức không thể trắng hơn. Luna, đừng để Trầm tổng tức giận, cô đi khỏi Đông Hoàng, những nơi khác còn có miếng ăn. Nếu không, chân trước cô vừa ra khỏi Đông Hoàng, dây kế tiếp liền có người kéo cô đi đến nơi bất nhấp lưu làm những chuyện bất nhập lưu, cô tin không? Tô Mộng nhàn nhàn nói, bất nhập lưu, chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viễn vông, đẳng cấp thấp, không xứng để quan tâm, để xếp loại, tin. Luna cả người run rẩy, e ngại lập tức liền nằm trên đất, dùng hình thức ban đầu bản thân cười nhạo giảng đồng để đi nhặt tiền trên đất. Trăng trăng một bên trong lòng cũng đánh trống, sợ hãi nhìn trầm tu cẩn trước mặt. Một đống tiền giấy được trầm tu cẩn đặt lên bàn thủy tinh, biết hát không? Một bài hát giá một ngàn tệ, hát đủ 50 bài thì được 5 vạn, cầm tiền đi, hát không được hay đang hát mà im lặng, vừa vặn gần đây chỗ Đông Nam Á kia thiếu một nhóm hàng, hàng này hiển nhiên không phải mang ý nghĩa bình thường. Trong lòng trăng trăng ầm một tiếng, đến lúc này hai người còn không biết tại sao mình phải tội thì thật uổng công lăn lộn, biết được nguyên nhân nhưng hai người cũng không nghĩ ra được, giảng đồng đó chỉ là một nhân viên vệ sinh, cuối cùng lại có ông chủ lớn ở phía sau ra mặt làm khó hai người. Trầm tổng, tôi có thể hát, trăng trăng nói nhưng tôi không hiểu giảng đồng chỉ là một nhân viên vệ sinh không tài cán không tướng mạo không có gì cả chúng tôi chẳng qua là cũng cô ta đùa giỡn một chút mà thôi trầm tổng xử phạt chúng tôi chúng tôi nhận nhưng trầm tổng xử phạt như này không khỏi quá hà khắc chứ đùa giỡn trầm tu cẩn cười như không cười liếc trăng trăng một cái gương mặt diêm dúa kia giờ phút này hắn không có hứng thú thưởng thức người như vậy ở trong mắt hắn nhạt như nước ốc nhưng trăng trăng lúc này hình dáng lý lẽ kia khiến trầm tu cẩn cảm thấy quen thuộc phản phất giống như người phụ nữ kia ba năm trước ở trước mắt hắn đều chịu cam lòng yếu thế đều cố gắng biện luận đều không chịu nhận thua chỉ trong một khắc thất thần trầm tu cẩn thu hồi tầm mắt đang ở trên mặt trăng trăng không người đàn bà trước mắt quá diêm dúa kém xa người phụ nữ ba năm trước người phụ nữ trăng trăng này không có được sự kiêu ngạo từ tận xương tủy của giảng đồng ba năm trước thiếu đi sự say mê hấp dẫn giảng đông trầm tu cẩn nghĩ tới bây giờ người phụ nữ kia một dạng hèn nhát, hoàn toàn không giống được người như được ánh mặt trời chiếu vào kia của thành phố S trong quá khứ, trong lòng lại một trận phiền não không lý do, ngay cả chút kiên nhẫn đối với hai người đàn bà trước mặt cũng hao hết sạch, tô mộng. Dạy cô ta chút quy củ, môi lạnh như băng chuyển động. Vâng, tô mộng đạp giày cao gót, đứng ở trước mặt trăng trăng, khóe miệng nâng lên một nụ cười ưu nhã nhưng lạnh thấu xương, trăng trăng. Quy củ của Đông Hoàng từ trước đến giờ đều rất nghiêm khắc, chuyện đồng nghiệp cạnh tranh nhau một chút lửa cấp trên đều mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua lời đến đây thanh âm đột nhiên sắc bén mà cô lần này lửa quá lớn rồi cũng không có những cái khác tô mộng chẳng qua chỉ cần cười một nụ cười ưu nhã mà lạnh như băng nhàn nhàng nhìn trăng trăng trước mặt cô là người thông minh chuyện tiếp theo biết nên làm như nào trong lòng trăng trăng vẫn còn không cam tâm hung hăng cắn răng một cái liếc nhìn mộng tỉ hít một hơi thật sâu mộng tỉ tôi hát một bài lại một bài, giống như ban đầu cô dạy vào giảng đồng như vậy, mỗi một bài đều cao vút, đến giờ phút này, trăng trăng mới cảm nhận được sự thống khổ của giảng đồng lúc hát, cũng không biết hát đến bài thứ mấy, không nhìn được nữa, mộng tỷ, tôi có thể uống một ly nước không, cô nói xem, tô mộng cười mà không nói, cả người trầm tu cẩn lạnh băng, 50 bài hát, nhìn giống như hoàn thành thật tốt, trầm tu cẩn tận mắt chứng kiến trăng trăng một bài lại một bài, thấy tận mắt người đang hát kia khàn cả giọng, hình dáng chật vật không chịu nổi, người phụ nữ kia, ban đầu cũng giống như vậy, cổ họng của Trăng Trăng đã sớm không hát nổi những bài hát kia, hồng hộc hồng hộc, liều mạng nuốt nước miếng, cho dù người bên cạnh thờ ơ nhìn cũng có thể nhìn ra cô thời khắc này khản cả giọng, sắc mặt trầm tu cẩn lạnh như băng nhìn cô hát không xong thì đi Đông Nam Á, chơi, mấy ngày đi, người Trăng Trăng đột nhiên run lên, trợn to hai mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông trên ghế salon, vội vàng mở miệng, trầm tổng, tôi đang hát được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giờ phút này Luna chỉ cảm thấy vui mừng, thật may mình còn chưa làm gì giảng đồng. Nếu không, cô không dám tưởng tượng giờ phút này mình có bao nhiêu thê thảm. Người ở Đông Hoàng càng lâu, mới càng biết ở thành phố S, hai chữ Đông Hoàng này đại biểu cho cái gì. Hát xong 50 bài. Trầm tổng, cô ta bất tỉnh rồi, tô mộng nói. Trầm tu cẩn đứng lên, bắp đùi thon dài bước ra, cũng không quay đầu lại, lãnh đạm bỏ lại ba chữ ném ra ngoài đông hoàng là địa phương nào nơi này có quy tắc sinh tồn của nơi này có thể sống ở chỗ này mà vẫn phong sinh thủy khởi tự nhiên đều có bản lĩnh không giống nhau phong sinh thủy khởi gió nổi nước lên chỉ làm một việc gì đó thuận lợi phát triển nhanh chóng tương đương thuận buồm xuôi gió trong đông hoàng nổi lên một trận gió vô hình người nào cũng căng thẳng cảnh tỉnh thức dậy đối với chuyện của luna cùng trăng trăng tất cả mọi người cơ hồ đều không hề đề cập đến tự như hai người này không nán lại ở Đông Hoàng, tự như cho tới bây giờ Đông Hoàng không có hai người này, mà bọn họ cũng chưa từng gặp. Này, hiểu hiểu, đã mất ngày rồi không thấy Luna cùng trăng trăng rồi, thừa dịp mọi người đang ở trong phòng nghỉ ngơi tạm thời của nhân viên, đột nhiên nói. Mười mấy người trong phòng nghỉ đồng loạt im lặng, vừa mới cùng nhau thảo luận những nhãn hiệu nổi tiếng của một số minh tinh, lập tức dừng lại, cả phòng an tĩnh không một tiếng động, sao vậy? Mọi người sao mà cũng không nói lời nào, Tần Mộc Mộc một mặt nghi hoặc nhìn về xung quanh, mà những người bị cô ta nhìn lập tức quay đi chỗ khác, mỗi người đều làm bộ như mình đang có nhiều chuyện bận bịu, không ai đáp lại cô, hiểu hiểu. Xảy ra chuyện gì thế, bầu không khí cổ quái như vậy, Tần Mộc Mộc trượng nhị hòa thượng mạc bất đầu não, một, người phía sau có chút do dự, dẫu sao Tần Mộc Mộc cũng coi như là cùng một nhóm tiến vào với cô, Mộc Mộc, thật ra thì, trăng, hiểu hiểu, đi, đổi ca, đột nhiên, có người cắt đứt hiểu hiểu người nọ đứng lên, kêu một tiếng hiểu hiểu, toàn bộ những người khác tất bật đứng lên theo đi, hiểu hiểu, đi làm việc, sắc mặt tần một một lúc này cực xấu, lập tức đứng lên, Annie, ý cô là gì? Không để cho hiểu hiểu nói chuyện với tôi. Cô là gì của hiểu hiểu, người vừa cắt đứt hiểu hiểu gọi là Annie, người rất đẹp, thậm chí so với mấy người ở bộ phận TR kia xinh đẹp hơn, nhưng cô ở Đông Hoàng, vẫn kiên trì làm người phục vụ hai năm. Nghe vậy liền dừng bước xoay người, ngu xuẩn. Cô quản tốt chuyện của cô đi, ánh mắt Annie vô cùng chăm chọc, tầng mộc mộc này cho rằng bản thân là phù sa không nhụn buồn, suốt ngày trên mặt viết, không thể xâm phạm, nếu thật sự thuần khiết như vậy, đi những quán ăn nhỏ mà làm, đi làm chỗ làm thêm cuối tuần đi, tới Đông Hoàng làm gì, cô mắng ai, tầng mộc mộc thẹn quá hóa giận, Annie nhếch lông mày, ai đáp lời, tôi mắng người đó, hiểu hiểu ở một bên kéo tay Annie, tỏ ý Annie bỏ đi, tầng mộc mộc nhưng lại hiểu sai ý, tức giận nhìn hiểu hiểu, ánh mắt viết đầy sự bi phẫn khi bị phản bội, hiểu hiểu. Không nghĩ tới cô lại là loại người như vậy, mộc mộc, hiểu hiểu, đừng để ý tới cô ta, Annie cắt đứt hiểu hiểu, gánh mi nhìn về phía tầng mộc mộc, tầng mộc mộc, tự mà thu xếp ổn thỏa đi, tầng mộc mộc này, sẽ là người kế tiếp gặp họa nếu vẫn cứ dại dột tự cho mình là đúng như vậy, hôm nay trong nhà vệ sinh, vẫn còn nói với người khác mình bị giảng đồng lừa gạt, thật ra vốn dĩ giảng đồng hạ tiện biết bao nhiêu, người muốn chết. Diêm vương cũng đuổi không nổi. Trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não, nghĩa đen, sợ không tới được suy nghĩ của trượng nhị hòa thượng. Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung bát quái, là hán đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung la hán đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn. Mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là trượng nhị hòa thượng, hòa thượng cao hai trượng vui vẻ. Trượng nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng la hán đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó. Những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của trượng nhị hòa thượng, còn la hán đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói sợ không tới suy nghĩ của trượng nhị hòa thượng. Về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn, sợ không được suy nghĩ, với ý nghĩa, mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc giảng đồng ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, cô không hề an tâm, cô tại sao trở lại rồi, tô mộng không nghĩ tới. Tối hôm nay sẽ thấy giảng đồng ở Đông Hoàng, bệnh của cô còn chưa hết. Mộng tỷ, không sao, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, tâm tâm niệm niệm đều là đang thiếu một khoản nợ lớn. Mộng tỷ, tôi thật sự khỏe rồi, có thể hay không, nhờ mộng tỷ giúp tôi xem một chút, tôi có thể nhận việc gì đó. Tôi, cái gì cũng có thể làm, cô, tô mộng nhìn giảng đồng trước mắt mặt đầy hèn mọn, nhưng lại lộ ra vẻ cuộc cường, lời trong cổ họng cũng không nói ra miệng được. Thở dài một tiếng, tôi đi xem thử. Mộng tỷ, lúc tô mộng ra đến cửa, giảng đồng đột nhiên gọi lại, mộng tỷ, tôi. Cảm ơn cô, nói xong đầu cúi xuống thật nhanh. Tô mộng mặt đầy hoài nghi về ánh mắt của mình, cô có phải nhìn lầm rồi hay không? Giảng đồng, đỏ mặt, cái này, cái này có gì đáng để đỏ mặt sao? Bản thân cô cũng không giúp gì nhiều, cũng chỉ là một cái nhất tay mà thôi. Rốt cuộc một người có bao nhiêu hèn mọn, sâu trong nội tâm có bao nhiêu sợ hãi, mới có thể vì một cái nhất tay như này liền mặt đỏ tới tận tai nói ra câu ngại quá, thấp thỏm bất an cảm ơn người ta chứ. Trầm tổng, anh rốt cuộc đã làm gì đối với nữ nhân ngốc này thế này? Tô mộng mơ hồ không rõ ưng một tiếng, cô không dám ở lại đối mặt với nữ nhân ngốc này, sự hèn mọn của nữ nhân ngốc này, tự như từ trong nước không ngừng tuôn ra ngoài, càng như vậy, cô càng không dám ở lại nhìn người này. Một người đang yên đang lành, một người đang sống sờ sờ không lâu sau tô mộng quay lại đi với tôi ừm vẫn như thường lệ không hỏi thêm một câu gì trong lòng tô mộng càng không nói ra được đây là gì bên tai cô vang lên câu của giảng đồng mộng tỷ tôi không đáng tiền không tiếng động liền than thở một tiếng tô mộng đưa giảng đồng vào thang máy dọc đường đi nói rõ tình huống cho giảng đồng chờ lát nữa cô không cần sợ hãi vì lục tổng này từ trước đến giờ khiêm tốn thần bí của tập đoàn lục thị cô hiểu chưa hôm nay vị trí trung tâm chính là lão tổng của tập đoàn lục thị bất quá cô cũng đừng sợ hãi lục tổng này mặc dù khiêm tốn thần bí hai năm trước mới về nước mới hai năm liền nắm trong tay lục thị có tin đồn xu hướng giới tính của hắn từng có chút không bình thường khụ khụ cho nên là cô không cần sợ gì cả chờ lát nữa không phải một mình cô là người ở bộ phận tr đi vào phòng bao cô cứ đứng ở giữa những người khác rót rượu cho người ta là được lục thị giảng đồng sửng sốt một chút ba năm trước là giảng gia giảng đại tiểu thư thân là một trong những xí nghiệp nhị đại của thành phố minh châu dĩ nhiên biết lục thị này trong lòng vốn có chút sợ hãi sợ gặp phải những cậu ấm cô chiêu năm xưa cùng nhau chơi đùa hôm nay cô đối mặt với đám người kia còn lại cái gì chứ cũng may mộng tỷ nói lục tổng này mới về nước hai năm trước trong lòng giảng đồng thở phào nhẹ nhõm đến nỗi lúc tô mộng nói lục tổng này xu hướng giới tính có chút dị thường Vậy thì tại sao phải đến Đông Hoàng chơi cùng mấy người phục vụ nữ kia, giảng đồng trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi tới, không nên hỏi, sẽ không hỏi. Đứng bên ngoài phòng bao, đẩy cửa vào, thấy hết thảy trong phòng bao, giảng đồng mới bừng tỉnh, lão tổng tập đoàn lục thì người ta là tới Đông Hoàng để mở tiệc chiêu đại khách. Trong phòng bao, có bảy tám người ở bộ phận TR, trong đó có hai người là nam. Ánh mắt tô mộng phức tạp đưa mắt nhìn giảng đồng vào phòng bao, cô muốn giúp nữ nhân ngốc này chỉ có thể dùng biện pháp như này giúp mà thôi, chỉ mong nữ nhân ngốc này có thể lấy lại được tự do, tránh thoát những xiềng xích kia. Ông trời à, không nên tàn nhẫn như vậy, không phải sao? Lúc giảng đồng đi vào phòng bao, bầu không khí trong đó đang náo nhiệt, cô lặng lẽ đi vào, cúi đầu đứng một bên, khiêm tốn tự như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, giống như lời mộng tỷ nói, chỉ cần trộn lẫn với những người trong này rót rượu là được. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô đang run rẩy, mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng cách một tầng quần áo, cả người cô đang run rẩy, gắt gao cúi đầu, chỗ xó xỉnh không người thấy, hai tròng mắt kinh hoảng thất thố, làm sao đây? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Cô cố gắng để thấp cảm giác tồn tại của mình, cô cố gắng hết sức đem bản thân biến thành không khí, cô hận giờ phút này chính mình không phải là không khí. Tại sao, sao mà bọn họ cũng ở đây? Giảng đồng theo bản năng đi tới gần chỗ mà tìm thức cho là an toàn, nơi này, nơi an toàn nhất này là, lục tổng đang ở bên cạnh, cô đang run rẩy. Một đạo thanh âm tao nhã lịch sự đột nhiên vang lên, thanh âm cũng không lớn, nghe vào trong tai giảng đồng lại tự như tiếng nổ. Tráng bất tri bất giác nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, giảng đồng không dám thở mạnh, lúc tổng, có thể là do điều hòa hơi lạnh. Tôi rót rượu cho ngài, cô đi tới gần người lục tổng, ngồi xổm người xuống, cúi đầu không nói tiếng nào rót rượu, rượu đầy rồi, nhưng lục tổng bên cạnh cũng không nâng ly chỉ là nghiền ngẫm nhìn người phụ nữ dưới chân. Phòng bao này nhiều người như vậy, sao cô biết tôi là lục tổng, sắc mặt giảng đồng trắng nhật, đúng vậy, cô làm sao biết người này chính là lục tổng. Trừ phi, cô biết tất cả những người khác trong phòng bao, thanh âm lục tổng tao nhã lịch sự hỏi, dưới mắt kính phờ nôm ánh mắt hiện ra sắc bén, tôi. Tôi đoán hô hấp giảng đồng rối loạn, cô không dám tưởng tượng, nếu như lần này không lừa dối được mà bị bọn họ nhận ra mình, cô không dám tưởng tượng, khi đó sẽ, lục tổng, thật sự là tôi đoán, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên đỉnh đầu một đạo tầm mắt nghiền ngẫm khiến cho giảng đồng như đang ngồi trên gai, cả người khó chịu, vô cùng dằn vặt, lục tổng, bên kia phát sinh cái gì sao? Sao mà không uống rượu, cho dù đã cách ba năm, giảng đồng đối với thanh âm này vẫn quen đến nỗi không thể quen hơn, làm sao đây, làm sao đây? Một khi bị vị khách quý này nhắc tới, cô không thể trốn thoát được cách ba năm, đối mặt là những người bạn đã từng chơi, đối mặt với những người thậm chí có người từng theo đuổi mình, hôm nay cô hết sức tệ hại, làm sao bây giờ, bất tri bất giác, tâm trạng giảng đồng luống cuốn, bò lỏng ngỗng tới bên chân nam nhân xa lạ kia, tay cô không tự chủ kéo kéo ống quần lục tổng, tự như đang cầu cứu. Nếu lại thật chặt như đang kéo cộng rơm cứu mạng cuối cùng, bên dưới kính nôm then bắn ra một đạo sắc bén, ánh mắt rủ xuống quét người phụ nữ đang bò lỏng ngỗng trước người, sửng sốt một chút, Thu hồi ánh mắt không kiên nhẫn, thoáng nghiêng người đưa tay cầm lấy ly rượu uống một hớp, mới ngẩng đầu khẽ cười nhìn về phía những người khác, không sao, vừa nói, cả người liền phóng khoáng đứng dậy, cùng lúc đó liền đưa tay kéo người phụ nữ nửa ngồi ở trên đất, động tác làm liền một mạch, giảng đồng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người bị kéo, trước mắt tối sầm, lúc mở mắt ra mới phát hiện, mình đã bất tri bất giác bị người ta kéo vào trong ngực, bên tai nghe được thanh âm tao nhã lịch sự của Lục tổng, các vị chơi vui vẻ tối nay tôi mời khách thanh âm du dương vừa nói liền ông giảng đồng ra khỏi phòng bao trong phòng bao tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình tôi hiểu mà bên ngoài truyền ra thông tin lục tổng có xu hướng giới tính dị thường căn bản là nói bậy nói bạ tung tin việt đây là tung tin việt một người nói lục tổng xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng cứ việc chơi vui vẻ đi trong tiếng trêu ghẹo của một đám người giảng đồng bị người đàn ông ông lấy ra khỏi phòng bao cửa ở sau lưng không tiếng động khép lại lục tổng xoay người một cái giảng đồng liền bị đẩy ra mở mắt cô ngẩng người một chút lục tổng ngày sau lại dẫn tôi đến đây nơi này kết cấu cùng phòng bao hồi nảy thập phần giống nhau cô là ai cô chỉ là một tù nhân phiền toái không được phép chọc vào hết thảy người và sự tình khiến cho cô cảm thấy bất an theo bản năng giảng đồng muốn né tránh cô không có bất kỳ gì có thể lấy đi hoặc là nói cô không còn gì để mất nữa vô thức cô vội vã nói một câu lục tổng không có gì thì tôi đi trước nói xong tự đi đi đứng của cô cũng không đủ nhanh nhưng nội tâm lại nóng lòng thoát khỏi người mang đến uy hiếp cho bản thân ở trước mặt thế nên tư thế đi bộ của cô hết sức không cân đối trong mắt lục tổng kia hết sức buồn cười giảng đồng lê từng bước khôi hài đi đến cửa một tay lục tổng ở trong túi quần tây con người ở dưới mắt kính phờ nôm pen nén cười nhìn chăm chú cô đi đến cửa phòng bao toàn bộ đường đi không hề cản lại tự như cô tự do tới lui cũng không thành vấn đề giảng đồng đưa tay ra thời điểm nắm lấy chốt cửa trước mắt liền thở phào nhẹ nhõm, tay dùng sức một chút, đẩy ra một khe hở, ánh sáng từ khe hở chiếu vào phòng bao không người sử dụng, ánh đèn ở đây mờ tối, ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong mắt, hơi chói nên nheo mắt lại. Một khắc kia, trời đất quay cuồng, cổ tay bị người khác níu lại, lực đạo không lớn lắm, chẳng qua là thân thể cô quá gầy yếu cùng đi đứng có chút bất tiện, nên khiến cho cô ngã xuống đất, lấy lại tinh thần, giảng đồng ngẩng đầu một cái, liền đụng phải một khuôn mặt như đao phủ dưới ánh sáng mờ tối rất mơ hồ nhìn không rõ người lắm một cái tay đưa tới phía mặt cô anh làm gì vậy cô tránh đừng động vẫn là giọng nói tao nhã lịch sự là thanh âm của vị lục tổng kia chậm rãi ra lệnh sắc mặt giảng đồng hơi tránh tai ương của ba năm trước trong tù đã sớm khiến cho giảng tiểu thư kiêu ngạo kia biến thành con bọ đáng thương nội tâm nhạy cảm thanh âm lục tổng vốn rất ôn nhu nhưng từ nơi này trong sự ôn nhu kia cô nghe được một tia lạnh khóc, cực kỳ giống trầm tu cẩn. Trầm tu cẩn, trầm tu cẩn, trầm tu cẩn, hắn cùng trầm tu cẩn là một loại người, hắn sẽ thương tổn mình. Ánh mắt giảng đồng hốt hoảng, cả người tránh ra thật nhanh, bên tai vang lên một tiếng, không nghe lời. Tôi đây ghét nhất là những thứ đồ chơi không nghe lời, giảng đồng cả người chấn động một cái, sắc mặt khẽ biến, dưới ánh đèn mờ tối thậm chí đen thui, không hề thấy rõ mặt loáng thoáng chỉ thấy một hình dáng khuôn mặt lạnh lùng, lục tổng. Trầm tu cẩn. Lục tổng. Trầm tu cẩn, đồ chơi không nghe lời thì phải giam lại, để dạy bảo thật tốt, thanh âm kia lại vang lên, giảng đồng cả người run lên, ngay cả động tác hết sức nhỏ cũng ngưng lại, sợ hãi trận to cặp mắt, trong con ngươi tràn ra sự sợ hãi, trầm tu cẩn. Đừng giam giữ tôi, à. Đừng giam giữ tôi, đừng giam giữ tôi, đừng giam giữ tôi sáu chữ trầm tu cẩn cùng giam giữ lại đủ để ép điên cô cầu xin anh tôi sai rồi tôi sai rồi đừng giam tôi lại cầu xin anh đừng giam tôi lại tôi sẽ không dám nữa sẽ không dám nữa lục tổng bị nữ nhân điên trước mặt tay hôi loạn xạ đến bên người bất ngờ không kịp đề phòng lão đảo một chút lần nữa lấy lại tinh thần tao nhã lịch sự trên mặt dần dần nhiễm lãnh sắc cả người cao lớn bắt được cái tay đang hơ ung tung trên không trung của giảng đồng tức giận đến hít vào một hơi cô điên rồi sao tránh ra tránh ra tránh ra, à a à, a à. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi sai, rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi 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 tôi sai rồi. Lục tổng chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy, bên tường là công tắc bật điện, đưa tay đè xuống, toàn bộ phòng bao đều có ánh sáng. Trong lòng hắn càng buồn bực, một cánh tay khống chế được hai tay của giảng đồng, một tay còn lại nắm lấy cầm của giảng đồng này. Cô nháo đủ chưa? Điên, thanh âm lục tổng hơi ngừng lại, cặp mắt trước mặt này, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt điên cuồng, ánh mắt trống rỗng, người phụ nữ này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt dưới kính Phenom Ten thoáng qua một tia sáng, hắn là người thông minh, nếu bọn họ đều chưa từng gặp nhau, vậy thì, trong chốc lát liền có thể đoán ra người phụ nữ này là nhầm hắn với người nào khác rồi. Sắc mặt liên tục biến đổi, lục tổng lặng lẽ buông tay ra, đi ra một chỗ yên tĩnh lúc này cũng không thể bảo một người đàn ông như hắn cho nữ nhân điên này một bạc tai để thức tỉnh cô ta chứ. Biện pháp tốt nhất là cách ra xa một chút, chờ chính cô ấy tỉnh hồn lại. Tầm mắt trong phòng bao mờ tối, toàn bộ phòng bao yên lặng, chỉ còn lại tiếng người phụ nữ lầm bầm lầu bầu. Lục tổng lạnh mặt nhìn giảng đồng, tần số người phụ nữ lầm bầm lầu bầu càng ngày càng thấp, cho đến khi hoàn toàn an tĩnh, lục tổng nhất nhân đạp trên sàn nhà lạnh như băng, đi đến trước mặt cô, dừng lại, tay hắn đưa tới phía người cô, Giảng Đồng theo bản năng nghiêng đầu né đi. Một tiếng cười khẽ truyền vào trong lỗ tai, tỉnh rồi. Giảng Đồng có chút khó chịu, dù gì thì bản thân cũng phát bệnh rối loạn thần kinh. Lục Tổng cười nhạo một tiếng, một tiếng, một giây kế tiếp, trên trán Giảng Đồng nóng lên. Cô nghe được Lục Tổng nói, "Đừng tránh, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, vết sẹo trên trán cô sao mà có? Đưa cô ra khỏi phòng bao, chính vì thấy vết sẹo này." "Hả?" Giảng Đồng có chút mông lung, ngay sau đó tùy ý nói, "Ngã, ngã, chính là ngã." chính là ngã ha mắt rũ xuống lục tổng có thể buông ra chưa vết sẹo kia cô không có thói quen để lộ trước mặt người khác không có thói quen để cho người khác đụng vào lục tổng buông tay nhìn người phụ nữ trước mặt có chút gấp gáp muốn che kín vết sẹo kia vội vã dùng tóc mái che lại vết sẹo trên trán rất để ý trên trán có sẹo lục tổng khẽ cười một tiếng nếu đã để ý như vậy tại sao không đi bệnh viện chỉnh hình loại bỏ nó nói xong Hắn không còn có hứng thú cùng người phụ nữ trước mặt đối thoại nữa, liền giơ chân đang chuẩn bị rời đi. Tôi bỏ tóc mái không phải vì vết sẹo này. Đời này không loại bỏ được, đột nhiên, Lục tổng ngừng bước, yên lặng hồi lâu, thanh âm vô cùng trầm thấp ở phòng bao vang lên, đã từng, có một người phụ nữ, cô ấy cũng từng nói, vết sẹo trên trán kia, đời này đều không loại bỏ được, giữ lại tóc mái không phải vì muốn che kín vết sẹo kia, tim giảng đồng nhảy lên một chút, chính là bởi vì, chính cô trải qua cho nên càng biết rõ, những lời này có bao nhiêu đau đớn. Người nói lời này, cô ấy là người anh yêu sao, chẳng biết tại sao, rõ ràng biết, với thân phận thấp bé của cô không nên nhiều lời, thời điểm lời nói ra, liền hối hận. Giảng đồng, đừng quên, cô chỉ là một người từng giết người, từng ngồi tù. Không, tôi không yêu cô ấy, giảng đồng nghe được lục tổng nói, mà tôi là người cô ấy yêu, cho nên, cô ấy chết rồi. Cô ấy yêu tôi, yêu đến tận xương tủy, cho nên, cô ấy chết rồi, chết rất thảm giảng đồng cứng nhắc đứng tại chỗ, mắt thân bóng người lục tổng, thanh âm hắn rất bình tĩnh, giống như chỉ đơn thuần nói ra chuyện của người khác, nhưng mà, giảng đồng rõ ràng từ thanh âm bình tĩnh này nghe được tiếng tim nứt ra đau đớn, cô không biết nói gì, chẳng qua trong tiềm thức cảm thấy, người đàn ông này có chút đáng thương, theo bản năng đưa tay ra. Dùng phương thức anh trai từng ôm lấy cô trong thời điểm hồi còn bé lúc cô bị thương, chẳng qua là cô vẫn còn nhớ thân phận của mình cũng nhớ mình chỉ là một người đi ra từ tù giam giảng đồng vụng về ông lấy lục tổng cả người lục tổng cứng đờ bên tai liền nghe được âm thanh ôn nhu nếu như cô ấy biết anh yêu cô ấy tôi nghĩ rằng ở thế giới khác cô ấy cũng rất vui vẻ nguyện vọng lớn nhất của cô ấy đời này chính là có được tình yêu từ anh giảng đồng đang muốn buông ra đột nhiên một đạo lực mạnh ông chặt lấy cô đầu gác lên bả vai cô nghe được một giọng nói rất trầm rất trầm ở bên tai xin lỗi an nhiên anh yêu em an nhiên giảng đồng không quên được người này bởi vì cô cùng người phụ nữ mà hắn yêu trên trán đều có một vết sẹo cũng bởi vì giờ phút này hắn xem cô là người phụ nữ mà hắn yêu an nhiên người phụ nữ mà hắn không còn có thể chính miệng nói xin lỗi chính miệng nói ba chữ anh yêu em lần nào nữa lục lời còn chưa dứt cửa truyền tới một thanh âm rét đến tận xương lục sâm buông cô ấy ra nhìn về phía cửa sắc mặt giảng đồng trong nháy mắt trắng bệch lục sâm chính là lục tổng, giờ phút này cảm nhận được người ở bên cạnh mình đang run rẩy, nheo mắt lại nhìn về phía của ô hát, thì ra là cậu, thì ra chính là cậu, khiến cho người phụ nữ này sợ đến mức mất cả lý trí. Đến đây, huyết sắc trên mặt giảng đồng đều rút hết, đáy mắt rõ ràng viết tên chữ sợ hãi, cô chỉ cảm thấy hai chân cũng mềm nhũng. Trầm tu cẩn thời khắc này cả người đều tản ra lãnh khốc khiến cô khiếp đảm. Mắt trầm tu cẩn hơi nheo lại, thanh âm hạ xuống âm độ xem ra cô vĩnh viễn cũng không học được ngoan ngoãn nghe vậy giảng đồng như bị sét đánh toàn thân tràn đầy sợ hãi giơ chân lên một cái tay đột nhiên giữ lấy cô lục sâm tự tiếu phi tiếu nhìn về phía trầm tu cẩn cô ấy bây giờ không rảnh qua với cậu trầm tu cẩn cậu không thấy sao cô ấy đang bồi tôi tự tiếu phi tiếu cười như không cười kèn két xương ngón tay phát ra tiếng vang trong mắt đen của trầm tu cẩn phát ra gió lớn đột ngột ngưng tụ Ánh mắt sắc như chim ưng hoàn toàn không để ý tới lục sâm ở một bên, gắt gao nhìn tới chỗ giảng đồng, nhấc chân, từng bước từng bước đi tới chỗ giảng đồng. Là ai? Cho cô lá gan đi câu dẫn nam nhân khác. Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông từng chữ từng chữ chất vấn, hay là cô còn muốn ở lại trong cái lồng kia? Hửng, cái lồng? Không, không. Ngay cả tay cô cũng đều run rẩy, liều mạng lắc đầu. Cô không muốn, cô không thể bị nhốt vào chỗ đó. Cô phải đi nhĩ hải, cô phải đi trả nợ không? thanh âm khàn khàn thê lương vừa mới vang lên trước mắt liền tối sầm cả người mềm nhũng ngã xuống trên sàn cậu điên rồi cút ngay hai đạo thanh âm đồng thời vang lên hai cái tay đồng thời đỡ lấy thân thể lụi sơ của giảng đồng cút ngay trầm tu cẩn ông thân thể người phụ nữ trên mặt đất ông chặt vào trong lòng đồng thời một quyền không chút khách khí đánh về phía lục sâm thân thủ của lục sâm nhìn ra được cũng hết sức không tệ lắc người một cái liền tránh quyền kia của trầm tu cẩn trầm tu cẩn cùng lục sâm sau một quyền cả hai người đồng thời lui về phía sau mỗi người một bên liếc mắt nhìn nhau trầm tu cẩn sắc mặt lạnh băng một mảnh đáy mắt tinh quang lóe lên hắn làm sao không nhìn ra lục sâm không hề muốn thật sự cùng hắn động thủ nếu không cũng sẽ không nhanh chóng tránh một quyền kia ra lục sâm người này cũng không cần phải khó khăn lui người hắn sẽ tiếp lấy quyền kia chứ không phải là tránh đây là hai cách sống hoàn toàn khác nhau lục sâm hiển nhiên là cái trước cách xa cô ấy một chút bỏ lại những lời này tu cẩn ông người trong ngực chuẩn bị rời đi thời điểm người tới trước cửa sau lưng truyền tới một tiếng cảnh cáo nhìn cậu là biết đang coi tôi là đối thủ trọng yếu tôi khuyên cậu một câu nhìn rõ tâm ý của mình sớm một chút chớ giống như hắn cuối cùng không kịp hối hận lục sâm chớp chớp lông mi che giấu một tia ảm đạm ở đáy mắt cửa người đàn ông mặc không cảm giác chuyện của tôi không liên quan đến cậu lục sâm không phải người thích xen vào việc của người khác vốn cũng không muốn nói thêm gì nữa dư quan ở khóe mắt quét được người phụ nữ kia, trong lòng mềm nhũng, trầm tu cẩn, cậu yêu cô ấy, trầm tu cẩn dở khóc dở cười, khóe miệng câu lên một độ công, thùy mắt quét về phía cô gái trong ngực, hắn yêu cô ấy, lục sâm cũng đã nhìn ra lơ đỉnh của trầm tu cẩn, hắn cười khẽ một tiếng, từ lúc nào mà trở thành người tốt, hảo tâm nhắc nhở đối thủ của mình đừng để phạm sai lầm trong chuyện tình cảm. Này, tôi tốt bụng khuyên cậu một câu cuối cùng, ở trước mặt người phụ nữ này đừng nói câu đem cô ấy giam lại chân dài vừa bước ra cửa dừng lại một chút, một giây kế tiếp, chân thon dài bước ra phòng bao, thẳng tắp đi tới phía thang máy. Lục sâm đỡ gọng kính phơ nôm thên một chút, vỗ vạt áo âu phục, dững dưng đi theo phía sau trầm tu cẩn, ra khỏi phòng bao. Thang máy đinh một tiếng, dừng ở tầng 28, cửa vừa mở ra, trầm tu cẩn nhanh chóng đem người phụ nữ ở trong ngực đặt lên trên giường mềm mại trong phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra gọi một số tới Đông Hoàng, tầng 28, có một người phụ nữ bất tỉnh lời ít ý nhiều, liền cắt đứt điện thoại, đầu khác của cuộc gọi, bạch dục hành đầy ngạc nhiên, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra phụ nữ, tên trầm tu cẩn kia lại mang phụ nữ đến tầng đó. Nói là vội và cứu người, còn không bằng nói là vội và đi xem kịch vui, bạch dục hành bạch đại công tử lấy áo khoác dài màu trắng, một bên cầm áo khoác, một bên cầm chìa khóa xe, hung hung hổ hổ vọt ra khỏi phòng làm việc, bác sĩ bạch, cậu vội vàng như vậy là đang đi ở đâu, đi xem phụ nữ. Bạch Dục Hành đi đến bãi đậu xe thật nhanh, một bên không có ý tốt gọi điện thoại cho Hi Thần có kịch hay để xem, có đi không, đéo rảnh, đối phương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kịch hay của Trầm Tu Cẩn, ở đâu, mới vừa rồi còn cự tuyệt không thèm nghĩ, nghe được là kịch hay của Trầm Tu Cẩn liền lập tức đổi lời, tầng 28, có một người phụ nữ bất tỉnh, chờ đã, tôi tới liền, hai người hứng thú trùng trùng, sợ rằng để cho bố mẹ của bọn họ thấy, cũng không còn lời gì để nói kêu bọn họ cuối năm dẫn về người yêu ra mắt, cũng chưa chắc tích cực như vậy. Đông Hoàng, tầng 28, người đàn ông đứng ở cạnh đầu giường, tay đút trong túi, rủ mắt nhìn người phụ nữ trên giường. Hắn biết, gương mặt của người phụ nữ này, hết sức xinh xắn, chưa tới một bàn tay lớn của hắn, nhưng từ lúc nào, gương mặt này gầy nhom thành bộ dáng kia, cặp mắt lõm xuống, sắc mặt tái nhợt, môi nứt nẻ khô khan, hoa hồng đỏ giảng đồng kiêu ngạo đâu. Đi đâu rồi, nhìn người phụ nữ trên giường, trong đầu hiện lên ba chữ con bọ đáng thương. Hắn làm sao mà yêu một con bọ đáng thương đầy hèn mọn không có chút tôn nghiêm được. Trầm tu cẩn hắn, làm sao có thể sẽ yêu dạng phụ nữ như vậy. Khóe miệng nâng lên một nụ cười chăm chọc, cái ý nghĩ này thậm chí không có chút thời gian nào đáng lòng ở đấy lòng liền bị hắn vứt ra phía sau. Không cho là đúng, điện thoại di động vang lên, tiếp điện thoại, người gọi đến là Bạch Dục Hành. Lên đây, hắn trong điện thoại nhàn nhạt nói, cúp điện thoại đi tới trước cửa thang máy, nhấn chốt mở cho người đến. Bộ thang máy này, có thể đi thẳng tới chỗ tầng 28 của hắn, nhưng nếu không có thẻ, bạch dục hành lên đến cần hắn phải đè xuống chốt mở của cửa thang máy. Đinh, cửa thang máy mở ra, trầm tu cẩn tùy ý ở bên ngoài, trong thang máy không chỉ có một người bạch dục hành. Vào đi, nhìn lướt qua hai người trong thang máy, trầm tu cẩn không có ý ngăn lại hy thần. Phụ nữ đâu, trong mắt hy thần tỏa lên lam quan, dùng mắt la dè của hắn, quét qua từng chỗ tìm mục tiêu. Ở đây là Đông Hoàng, muốn tìm phụ nữ, dưới lầu rất nhiều. Cậu muốn phụ nữ kiểu gì, chỉ cần nói với Tô Mộng một tiếng cô ấy sẽ tìm tới cho cậu. Trầm Tu Cẩn không nhanh không chậm tới, ép Bạch Dục Hành cho Hi thần một ánh mắt, cậu bị ngu à? Khụ khụ, Trầm Tu Cẩn, cậu nói có một người phụ nữ bất tỉnh, không biết cô ta đâu. Khi thần cùng Bạch Dục Hành đi theo sau lưng Trầm Tu Cẩn vào phòng ngủ, nhìn sang một cái, trên giường có một người phụ nữ đang an tĩnh nằm, cẩn thận nhìn một lần nữa trên giường kia không phải là người bị trầm tu cẩn ném vào trong tù giảng đồng sao, ngạc nhiên đến mức trầm cũng sắp rớt xuống rồi. Bạch Dục Hành sau khi nhìn người trên giường, ánh mắt cũng hết sức vi diệu, chẳng qua tính tình hắn cùng hy thần không giống nhau, không có thể hiện khoa trương ra bên ngoài như vậy. Nhưng hắn và hy thần giống nhau, một khắc khi nhìn đến người kia, cũng bị kinh động, xem cô ấy thử, có vấn đề gì không, bên cạnh. Thanh âm trầm thấp của người đàn ông nhàn nhạt nói một câu, bạch dục hành bụng đầy nghi hoặc, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cho giảng đồng thử xem hô hấp như nào sơ mạch đập một cái bạch dục hành đưa tay cởi nút áo trước người của giảng đồng một cái tay bỗng đưa ra thật nhanh cầm lại cổ tay hắn đồng thời một đạo thanh âm tràn đầy đề phòng truyền tới cậu làm gì đó ép bạch dục hành nhìn theo cánh tay đang nắm cổ tay mình liền thấy một cặp mắt lạnh lùng đang lạnh như băng khóa mình lại bộ dáng kia người cùng lớn lên từ nhỏ như bạch dục hành trái tim nhỏ cũng không nhịn được mà run lên một cái khụ khụ tôi kiểm tra một chút tim phổi cô ấy như nào kiểm tra thì kiểm tra cậu mở nút áo cô ấy làm gì trong đầu bạch dục hành đầy hát tuyến đại ca không mở nút áo ra tôi làm sao chẩn đoán giúp cô ấy tôi phải nghe chẩn đoán bệnh cho cô ấy đông y có cách khám của đông y tây y cũng có bạch dục hành hận không cho trầm tu cẩn một cái liếc mắt khinh thường chờ hắn giải thích xong trầm tu cẩn mới buông tay hắn ra hắn vừa muốn đưa tay ra tiếp tục động tác vừa rồi cởi nút áo, liền bị một tay mạnh mẽ ngăn trở để tôi, bạch dục hành, hy thần, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy kinh ngạc, như vậy được không, trầm tu cẩn đột nhiên hỏi bạch dục hành, bạch dục hành cả kinh, vội vàng nói, được, được được được, nhìn một khe hở bị ngón tay cởi ra kia, không được cũng phải được, không sao, chính là do ưu tư quá nên kích động, bạch dục hành sau khi kiểm tra xong, đùa dẫn nói, tôi nói, trầm tu cẩn sao tôi lại cảm giác cậu đối với giảng đồng thật đặc biệt nha, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chương 31, Bạch Dục Hành cậu vậy mà cũng dám nói, người luôn luôn không đáng tin như hy thần cũng không nhịn được mà run cầm cập nhìn về phía Bạch Dục Hành. Khụ khụ, Dục Hành, tôi thấy ở đây cũng không có chuyện gì cần chúng ta nữa, tôi đói bụng rồi cậu đi ăn với tôi đi, đi thôi đi thôi, anh bạn à. Thừa dịp tên trầm tu cẩn còn chưa bắt đầu nổi khùng thì chúng ta nên đi nhanh lên, trong lòng hy thần vội vàng suy nghĩ cũng thật là trầm tu cẩn và giảng đồng có gì bạch dục hành chẳng nhẽ không biết sao giảng đồng hại chết hạ vi trà khi đó giảng đồng hay còn là giảng gia giảng đại tiểu thư bị trầm tu cẩn phân phó đưa vào ngục đưa vào ngục xong giờ xuất ngục cũng không chịu bỏ qua cho người ta trầm tu cẩn có bao nhiêu chán ghét giảng đồng kẻ ngu cũng nhìn ra được người luôn luôn phúc hắc như bạch dục hành sao lại có thể nói ra những lời ngu xuẩn như này bạch dục hành bất vi sở động khóe miệng từ đầu đến cuối treo một nụ cười châm biếm, trầm tu cẩn, cậu có muốn biết, hắn vừa nói, ngón tay đột nhiên chỉ đến người phụ nữ trên giường, cậu có muốn biết, bí mật của người phụ nữ này, bất vi sở động, không có phản ứng, không nhúc nhích, hắn là bác sĩ, còn có thực lực của một bác sĩ tài giỏi. Nếu như vừa mới kiểm tra xong còn không nhận ra được gì không đúng, vậy những năm này chữa bệnh cứu người cũng chỉ làm cho vui. Người đàn ông ở bên cạnh giường, nhào mắt lại nhìn bạch dục hành, nhả ra hai chữ không muốn bí mật của người phụ nữ này. Người phụ nữ này cho dù có bí mật gì, chắc hẳn người biết trước cũng là hắn, không đến lượt bạch dục hành. Trong lòng một cổ lửa giận không hiểu nguyên do bốc lên, trừ hắn ra, nữ nhân đáng chết này còn có quan hệ với người khác gần gũi như vậy. Nếu đã đói, thì đi ăn cơm đi, lời nói trần trụi ra lệnh đuổi khách, bạch dục hành chớp mắt mấy cái, này, họ trầm kia, cậu không muốn nghe thì thôi, cũng không cần đuổi người đi như vậy chứ, đi thôi, Dục hành, hy thần vội vàng lôi bạch dục hành đi, đẩy người vào trong thang máy. Cậu làm gì thế, trong thang máy, bạch dục hành liếc hy thần một cái, muốn đi thì tự mà đi, lôi tôi làm gì, bị bạch dục hành oán giận như vậy, trong lòng hy thần cũng có chút khó chịu, này họ bạch, cậu không thích cũng đừng nghĩ xấu cho người tốt. Ông đây kéo cậu đi là muốn tốt cho cậu, cậu có bệnh hay gì mà ngay trước mặt trầm tu cẩn nói ra những lời đó, ý những lời kia không phải nói trầm tu cẩn động lòng với giảng đồng sao đầu óc của cậu có phải có vấn đề hay không, trầm tu cẩn đó. Giảng đồng đó, vấn đề giữa hai người này cũng không phải là một việc nhỏ nhặt gì mà là mạng của Hạ Vi Trà. Trầm tu cẩn có bao nhiêu chán ghét giảng đồng, cậu không biết sao. Nói đưa cô ta vào ngục liền đưa vào ngục, cậu nhìn giảng gia một cái rắm cũng không dám đánh, cậu nhìn thêm giảng đồng bây giờ một chút, còn có ngạo cốt phong thái của ba năm trước sao. Năm đó giảng gia giảng đại tiểu thư, là một đóa hoa hồng đỏ kiêu ngạo của đất Thượng Hải nhất là sự tự tin khí phách ngạo nghễ cá tính kia, cô ấy kiêu ngạo, cả Thượng Hải có người nào mà không biết, thậm chí tiền phốc hậu kế chỉ vì muốn cùng giảng gia giảng đại tiểu thư trò chuyện một câu, giảng đồng năm đó phong thái độc nhất vô nhị. Nói một câu đúng với lương tâm, Hạ Vi Trà cho dù nhờ có danh tiếng của Trầm Tu Cẩn, Hạ Vi Trà cho dù có Trầm Tu Cẩn che chở, ở trước mặt giảng đại tiểu thư, cũng không bằng được hào quang của giảng đại tiểu thư, nhưng cậu nhìn lại một chút, hôm nay người nằm trên giường này, cô ta thật sự là giảng đồng sao? Thời điểm nhìn thấy, cậu không thấy kinh ngạc sao? Đem một người biến thành bộ dạng này, trầm tu cẩn sẽ có tình cảm với cô ta sao? Tiền phốc hậu kế, người trước ngã xuống, người sau kế tục, người trước hy sinh, người sau tiếp bước, bạch dục hành hung hăng thở ra một hơi trầm đục, hai mắt hẹp dài, không nhìn được mà giọng gắt lên. Cậu thì biết cái rắm, cái đệt. Có gì không nói đàng hoàng, cần phải mắng người sao? Nói cậu biết cái rắm, đều là nhắc nhở cậu. Được rồi, tôi mời cậu đi ăn đêm, cậu, được. Tôi muốn bác gái tự mình làm thịt sáo, điều má cậu, hơn nửa đêm rồi cậu còn muốn mẹ tôi bò dậy nấu đồ cho cậu, có quán ven đường ở kia, có ăn không, không ăn thì cút, ăn, dĩ nhiên, hai cậu ấm này sẽ không thể nào thật sự ăn ở quán ven đường. Đông Hoàng, tầng 28, Trầm Tu cẩn đứng ở một bên giường, mắt dừng trên người phụ nữ, bí mật, bí mật người phụ nữ này là gì? tại sao bạch dục hành cũng biết mà hắn không biết cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ bốt trong điện thoại thanh âm trầm nhất cung kính truyền tới giúp tôi trầm tu cẩn vừa mới mới nói chuyện trên giường nhỏ một tiếng mê sản truyền tới a lộc đừng đi người đàn ông đang nói chuyện điện thoại bàn tay đang cầm di động đột nhiên nắm chặt a lộc chúng ta cùng nhau đi đến đó cùng nhau đi trong mắt đen thâm thúy bỗng nhiên co rút lại trong điện thoại di động vẫn còn truyền tới thanh âm của trầm nhất bốt bên cạnh giường nhỏ sắc mặt người đàn ông như nhiễm một tầng băng sương một đôi mắt rũ xuống trực tiếp nhìn thẳng người phụ nữ kia thanh âm lạnh như băng không chút tình cảm nào nói với người trong điện thoại một câu không có gì rồi cắt đứt trò chuyện điện thoại điện thoại di động bị hắn ném tới một bên thân hình thon dài đột nhiên cúi xuống cánh tay tràn đầy chắc khỏe đưa ra về phía cô cầm lấy cầm người phụ nữ trên giường trong cơn ác mộng giảng đồng đột nhiên cảm thấy đau đau đớn kéo cô từ trong ác mộng kia về thực tế, vừa mở mắt ra liền thấy một gương mặt tuấn tú ngay trước mặt mình, còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì. Thanh âm kia, chính là cơn ác mộng cô mãi mãi không thoát ra được, hung ác quát lên, mở mắt ra nhìn rõ. Tôi là ai? Gân xanh trên trán trầm tu cẩn lộ ra, A Lục, A Lục, A Lục và A Lộc ở đây đồng âm, đều cùng là, Lu, vì thế lúc giảng đồng gọi A Lộc trầm tổng lại nghĩ giảng đồng gọi A Lục nên nổi cơn ghen đấy đã thân mật đến mức này rồi sao đã dụ dỗ được lục sâm từ lúc nào đau giảng đồng nhíu mày lại đau thanh âm lạnh như băng kèm theo sự tức giận vô hạn đột nhiên cười lạnh đau giảng đồng tin tôi còn có thể khiến cô đau hơn nhìn cho rõ ràng cô đang nằm trên giường của trầm tu cẩn tôi trong miệng lại gọi tên người khác a lục cô với hắn đã thân mật như vậy rồi sắc mặt giảng đồng trắng nhật tại sao hắn biết a lộc trong lòng như bị kéo đến tê liệt A Lộc, là bí mật ở đáy lòng mà cô không muốn cho ai biết, là cô nợ, khoản nợ không thể trả sạch, khẩn trương, vẻ mặt lo lắng của cô, vào mắt trầm tu cẩn, biến thành một ý tứ khác, hắn càng tức giận, cổ lưỡi giận kỳ quái ở trong lòng, không biết tại sao càng ngày càng lớn, giảng đồng, an phận một chút. Nên nhớ rõ cô là ai, huyết sắc trên mặt giảng đồng trong nháy mắt trút đi, trầm tu cẩn không hề mắng cô, không hề có bất kỳ một lời làm nhục nào, nhưng những lời này so với những từ ngữ nhục nhã, lại càng ép cô không thở nổi. Hắn đang nhắc nhở cô, quá khứ từng phạm sai lầm kia, hôm nay cô chỉ là một người từng ngồi tù. Đối với hắn, tình yêu kia bây giờ chỉ còn dư lại sợ hãi. Ánh mắt trầm mặt rủ xuống, cặp mắt bị lông mi che giấu, cũng như màn ngăn cách hết thảy thế giới bên ngoài, tự như cánh cửa phong bế cô, trầm tu cẩn, tôi biết. Chẳng qua tôi chỉ từng là một phạm nhân chuỗi số 926 kia. Trầm tiên sinh, xin lỗi. Người phụ nữ nói chuyện rất chậm rất chậm, trầm tiên sinh, tôi vẫn còn nhớ, tôi là một phạm nhân với con số 926, tôi chẳng là gì cả. Trầm mặt, cô không cần sự thương hại của hắn, không cần sự thấu hiểu của hắn, mặc dù không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, cô vẫn nói, trầm tiên sinh, nếu như tôi làm sai chuyện gì, vô luận ngài muốn làm gì trừng phạt tôi cũng được. Tôi chỉ cầu xin ngài để cho tôi còn sống rời khỏi Đông Hoàng. Hắn từ đầu đến cuối vẫn hận cô. Nếu được cô phải sống, cô muốn tự do, cô muốn rời đi, chầm chầm, cô khẽ đẩy bàn tay đang bóp cầm mình ra, chống ở mép giường đi xuống, ở dưới ánh mắt của người đàn ông, quỳ gối xuống, tôn nghiêm của cô hình như là chuyện rất lâu trước đó rồi, chương 32, đùng, thanh âm đầu gối đập xuống đất, trầm tổng, 500 vạn tôi sẽ không thiếu một đồng nào mà chuyển tới tấm thẻ kia, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, xin ngài tin tưởng. Cho tôi một chút thời gian, 500 vạn, là người đàn ông này đang làm khó dễ, là hắn đang nhục nhã và trả thù cô, nếu như như vậy có thể làm trong lòng hắn dễ chịu hơn một chút, có thể khiến tức giận của hắn tan đi, vậy thì cô làm gì đều được. 500 vạn đổi lấy tự do của cô, lửa giận trong lòng trầm tu cẩn không rõ nguyên nhân càng ngày càng lớn, chính hắn cũng không phát hiện, trong ánh mắt hắn nhìn giảng đồng xen lẫn phức tạp cùng đau đớn. Một người phụ nữ như vậy, hèn nhát, một con bọ đáng thương, hèn mọn, đáng thương, lúc nào những từ ngữ như này lại ở trên người phụ nữ này chứ quy quy cái quỳ gối đáng chết này đầu gối của cô thật sự không đáng giá đến như vậy sao ha 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 giảng đồng trợn to cặp mắt cô không dám chớp chỉ sợ chớp mắt một chút mắt sẽ chua sót chỉ sợ chớp mắt một chút lệ sẽ rơi cô sợ bị đánh không phải là sợ đâu mà sợ thời điểm bị đánh thanh âm của lòng tự ái sâu trong nội tâm bị vỡ nát trầm tu cẩn anh có biết rằng ở trong lao ngục đó, tôi không dám rơi lệ, mỗi một lần rơi lệ, nhất định sẽ phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết. Anh có biết rằng, giảng đồng đã không còn là giảng đồng nữa. Anh có biết rằng, bị buộc ngủ ở bên cạnh bồn cầu, thời điểm tất cả mọi người chê cười tôi, có lần, tôi từng cho rằng tôi không phải người mà là súc vật, là chó, là heo. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, giảng đồng, cô thật sự không còn chút tôn nghiêm nào sao? Người đàn ông lạnh như băng từ trước đến giờ dáng vẻ nội tâm hắn không hề bộc lộ ra bên ngoài, ngay cả người khác cũng không nhìn ra tâm tư hắn, ai có thể nhìn ra được nơi thanh âm lạnh như băng đó, chôn giấu phẫn nộ cùng đau đớn, đến cả chính hắn còn không hề nhận ra. Hai tay giảng đồng chống đỡ trên sàn đang run rẩy, vội vàng cúi đầu, gắt gao nhìn chầm chầm sàn nhà trước mặt, tôn nghiêm, tôn nghiêm là cái gì? Ba năm lao ngục trong đau khổ, cái đó sớm đã không còn, ánh mắt chua xót khó chịu, bên tay là giọng cô bé kia, cô bé ấy tên A Lộc, cô bé nói, tiểu đồng tỷ, chị khóc đi, em nhìn chị khổ như vậy, em khó chịu, em giúp chị canh cửa, sẽ không cho bọn họ thấy. Chị thoải mái khóc một trận cho đã nhé, sau đó, cô đã khóc, rồi sau đó, cô bé kia, A Lộc, bị cô liên lụy, bị đánh cùng với cô, trầm tu cẩn, tôi ngay cả quyền lợi được khóc cũng không có, anh nói tôn nghiêm, đó là cái gì, giảng đồng, đã không còn là giảng đồng nữa rồi thanh âm khàn khàn của giảng đồng cứ như vậy nói với trầm tu cẩn giờ khắc này người khó nắm bắt như trầm tu cẩn cũng mở to hai mắt trong đôi mắt không thể tin được nhìn người phụ nữ trên đất kia cô liền nói ra như vậy cô liền thừa nhận như vậy bầu không khí nhất thời an tĩnh trong phòng ngủ tuôn ra một cổ không khí cổ quái quỷ dị đột nhiên môi mỏng của người đàn ông chậm rãi kéo ra một nụ cười nếu chính miệng giảng đại tiểu thư nói ra những lời này trầm mổ cũng không muốn làm người xấu mà phụ tâm nguyện của giảng đại tiểu thư, sau hôm nay, mời giảng đại tiểu thư ở Đông Hoàng, làm việc thật tốt, giảng đồng không tiếng động cười khổ. Mắt rũ xuống, đáy mắt đầy bi thương, không muốn cho người khác nhìn thấy. Trầm tu cẩn, sao phải vậy, khiến tôi trở thành như ngày hôm nay, không phải là nhờ anh sao, thân thể không lành lặng, linh hồn vỡ nát, anh rốt cuộc còn để lại cho tôi thứ gì. Mà còn muốn bảo tôi duy trì cái sự tự tôn kiêu ngạo kia cần gì phải biểu hiện như không biết gì. Anh ra lệnh cho người khác biến thành hình dáng như hôm nay, những thứ này không phải anh đều rõ ràng sao. Làm sao mà tới bây giờ vẫn muốn tôi duy trì cái hình dáng giảng đồng của ba năm trước? Hình dáng kiêu ngạo tung bay kia, cảm ơn trầm tổng, đôi môi tái nhợt của cô bị rách, động một cái nhẹ cũng đau đớn. Những lời này, thế mà dễ dàng chọc giận người đàn ông. Cúc, vâng, tôi nói là cô lăn ra ngoài, Cúc và lăn đều cùng một từ. Trầm tu cẩn lạnh như băng nhìn người phụ nữ kia, mà người kia hết sức thuận theo, thậm chí không chút bất mãn hay do dự nào, cho là thật, cứ như vậy con người lại thành một quả bóng, vân thư trầm tổng, thuận theo như vậy, càng khiến người khác chán ghét, không biết xấu hổ như vậy, càng khiến người khác không vừa mắt. Cứ vậy, Trầm Tu cẩn nhanh chóng nhất chân, mấy bước tới phía trước quả bóng kia, cánh tay dài sách quả bóng này lên, thật nhanh đi tới trước cửa thang máy rồi ném vào, lăn xuống đi. Đừng làm bẩn mắt tôi, thang máy đi một mạch xuống, cửa mở ra, Tô Mộng vội vã đi tới, cô không sao chứ, cô nghe nói là trầm tổng mang người đi. Lục sâm người kia, luôn luôn không thèm xen vào chuyện của người khác. Tô Mộng quan sát giảng đồng từ trên xuống dưới một lần, nếu như nói giảng đồng có tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, mê hoặc lục sâm. Vậy giải thích này cũng quá miễn cưỡng rồi, người phụ nữ trước mắt này, Tô Mộng lắc đầu một cái, cánh tay nắm chặt giảng đồng, vừa mới cầm, đánh mắt thoáng qua kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên mặt giảng đồng, cô đang phát run. tôi không sao. Tô Mộng âm thầm liếc một cái, dù sao muốn giảng đồng mở miệng nói ra, khó hơn lên trời, tính khí này của cô quá bướng bỉnh, giảng đồng im lặng, "Đói không? Tôi đưa cô đi ăn chút gì đó để bồi bổ thân thể. Hôm nay cũng không cần làm thêm gì nữa." Tô Mộng không hiểu, tại sao mình phải đối với một người muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn vóc người chẳng có vóc người, không có gì cả như giảng đồng, thật ra thì có lẽ là cô biết, chẳng qua là không muốn thừa nhận, tự như đối tốt với giảng đồng nhiều hơn một chút, chính là đối với bản thân năm đó tốt hơn một chút, không cần đâu. Ở đây có phòng ăn, cô, người phụ nữ này thật sự rất cuộc cường, tô mộng lắc đầu một cái, tất cả mọi người đều nói giảng đồng này hèn mọn không có tôn nghiêm. Làm sao thấy được cao ngạo của người phụ nữ mà tất cả đều cho là thấp kém này? Trước đây, nhất định cô là một người tự tin đầy người, vô tình, tô mộng nói một câu, giảng đồng rung lên, thật lâu sau đó, tự như cả thế kỷ mới chậm rãi đụng môi trước kia hình như đã là chuyện của đời trước rồi chờ một chút tấm chi phiếu này cho cô tô mộng đưa cho giảng đồng một tấm chi phiếu lục tổng bảo tôi đưa cho cô nhiều như vậy thời điểm nhìn lên con số trên tờ chi phiếu giảng đồng cũng sợ hết hồn tô mộng cười khổ lúc ấy tôi cũng kinh ngạc tiểu đồng cô nói tôi nghe thử rốt cuộc đối với vị lục tổng này làm gì mà vỗ mông ngựa được như vậy vung tay cũng thật hào phóng trực tiếp là năm mươi vạn hào phóng như vậy ở Đông Hoàng cũng không phải không có, chẳng qua, giảng đồng. Tô Mộng lại nhìn giảng đồng, không phải cô coi thường giảng đồng, chẳng qua bây giờ là thế giới nhìn mặt để nói chuyện mà. Lục Sâm tuấn tú lịch sự, nổi tiếng, thân phận bất phàm, ở thành phố S, hắn cùng trầm tu cẩn hai người này thường là nhân vật bị người ta bàn tán. Mộng tỷ, cái này phiền cô giúp tôi gửi vào tấm thẻ kia giảng đồng đưa chi phiếu lại cho Tô Mộng, Mộng tỷ, có việc gì làm không? Cô, e gia gia, quốc tế Đông Hoàng, tầng 28, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn tháp minh châu cách đó không xa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đốt đến hết, mỗi chuỗi cho thuốc lá dài rốt cuộc không tiếng động rơi xuống, tay hơi nóng, mi tâm người đàn ông hơi động một cái, vứt bỏ đầu thuốc trong tay, cầm điện thoại di động lên giúp tôi đặt máy bay đi New York, ừm, sáng mai đi luôn, cúp điện thoại, môi mỏng hơi nhếch lên, lãnh đạm nhắm mắt lại, chương 33, trầm tu cẩn đi New York. Tô Mộng cũng không biết chuyện này, dẫu sao quốc tế đông hoàng chỉ là một sản nghiệp dưới tên trầm tu cẩn thậm chí không tính là một sản nghiệp đặc biệt gì vẻn vẹn chỉ là một nơi giải trí của bản thân cũng chỉ bởi vì hôm đó gặp được giảng đồng ở chỗ này tập đoàn trầm thị mới là sản nghiệp trọng tâm của trầm tu cẩn trầm gia là một gia tộc khổng lồ chân chính là một gia tộc giàu sang quyền thế trầm gia được truyền lại mấy đời người mỗi một đời kế tộc lại khiến trầm gia càng phồn vinh ở trong tay trầm tu cẩn sự phồn vinh của trầm gia bành trướng lớn vô cùng. Ngày thứ ba sau khi trầm tu cẩn đi, giảng đồng ở quốc tế Đông Hoàng lần nữa gặp được người quen. Sao cô lại thích đi thang bộ như vậy? Trên người tiêu hành có một cổ hơi thở tà mị, rất dễ dàng mê hoặc nhiều phụ nữ. Chính bản thân tiêu hành cũng biết mị lực của mình. Tự nhiên lúc giao du với những người phụ nữ muốn ai người đó đều không chối từ. Không nghĩ tới, đang ở thang bộ hút thuốc, lại có thể gặp phải người phụ nữ thú vị kia. Giờ phút này trên người tiêu hành còn có mùi vị của nicotine. Nicotine, chất gây nghiện, có trong cây thuốc lá. Giảng đồng há miệng một cái, có chút mơ màng, anh là, sao nào, nhanh như vậy đã quên tôi rồi, môi mỏng nâng lên một nụ cười tà mị, tay đưa tới gần mặt giảng đồng, chậm rãi đi xuống, tầm mắt hắn cũng nhìn theo ngón tay, không chút tốt đẹp nào chậm rãi rơi ở trên môi cô. Lập tức, cảm xúc lúc trước hôn giảng đồng trong nháy mắt quay lại, rất muốn rất muốn được thưởng thức một lần nữa cánh môi kia, rốt cuộc có ma lực như thế nào, mới có thể khiến hắn sau khi đi công tác trở về, mã bất định đề ngay lập tức chạy đến nơi này. Mã bất định đề, ngựa không dừng vó, tiến tới không ngừng. Nơi này của cô, trong mắt tiêu hành chỉ có cánh môi kia, đầu ngón tay thon dài dừng ở môi giảng đồng, giảng đồng hơi nghiêng đầu tránh, tiêu hành cũng không giận, chẳng qua là khẽ cười, đừng động, vừa nói. Ngón tay lần nữa đặt lên cánh môi, giảng đồng làm sao có thể đứng yên, cô có chút khó chịu quay mặt đi chỗ khác, nếu lộn xộn tiếp, tôi có thể trực tiếp hôn lên đó, lời này của tiêu hành, quả thật lộ liễu, bên tai giảng đồng đỏ thẫm, Sao có thể có loại người như này chứ? Tiêu hành vui vẻ, người phụ nữ này, chỉ bởi vì như vậy mà mặt đỏ tới tận mang tay rồi. Trời ạ, à, thời này rồi còn có người phụ nữ ngây thơ như vậy sao? Có thể nói tồn tại này giống như hóa thạch vậy, trước đó chưa từng thấy. Giảng đồng không hề hiểu tâm tư của đàn ông, thời đại học cô liền bị ném vào trong chốn lao tù kia trầm tu cẩn không hề cho cô cơ hội từ con gái lớn lên thành phụ nữ. Năm tháng cũng không cho cô cơ hội lột xác, tới hôm nay, cô vẫn không giống đa số phụ nữ trong quốc tế Đông Hoàng, hiểu đàn ông, biết đàn ông, tôi nhớ, ngài là, tiêu tiên sinh, cô vội vàng đổi chủ đề, tiêu hành nghe mà giống như không nghe thấy, chẳng qua là ngón tay đang vuốt ve cánh môi của cô, tùy ý nói, nơi này của cô, tôi muốn xác nhận một chuyện rất quan trọng, tiêu hành phong mã ngưu bất tương cập nói một câu giảng đồng nghe không hiểu, lời này cũng quá u u cạc cạc, dù là người khác cũng nghe không ra, phong mã ngưu bất tương cập, không liên quan, không dính dáng đến nhau. Dựa theo tích, thời Xuân Thu, Tề Hoàng Công đem binh đánh nước sở, sở vương phái người đến nói với Tề Hoàng Công, ngài coi vùng biển Bắc, quả nhân coi vùng biển Nam, thế thì đôi bên chẳng dính dáng gì với nhau, sao lại đi sống mái với nhau, dứt lời, giảng đồng chưa kịp hiểu ý của hắn. Cánh môi liền bị một đạo dịu dàng bao trùm, cô bỗng nhiên trợn to hai mắt, đây được tính là gì, đây là cái gì, khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên, giảng đồng cả kinh, đột nhiên thanh tĩnh, đưa tay dùng sức đẩy ra tiêu hành đang muốn hôn sâu hơn, nhìn về phía đạo tiếng ho khang kia nhìn tới, khụ khụ, ngài quá quấy rầy hai người rồi, là tầng mộc mộc, tầng mộc mộc gần đây có chút thảm, nếu không, sao sẽ bỏ thang máy không đi, chạy đi tốn sức đi thang bộ, cho tới bây giờ cũng không biết, đấu đá trong thang máy, thì ra cũng có thể xuất sắc như vậy. Không cần thiết hỏi nhiều cũng biết, tầng mộc mộc giống như giảng đồng ban đầu bị người khác cố ý chỉnh chẳng qua tầng mộc mộc không nghĩ tới sẽ ở thang bộ lại thấy một màn này tiêu hành cô biết là tổng tài của tập đoàn tiêu thị kia nhiều tiền lại đẹp trai trong lúc nhiều phụ nữ như vậy hận không được người đàn ông này chú ý đến nhưng lại là giảng đồng người đàn ông kim cương vương lão ngũ mà người người đều muốn lại ở thang bộ hôn một người phụ nữ vừa xấu vừa què như này kim cương vương lão ngũ người đàn ông độc thân có tiền hoặc gia đình có tiền có thế kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm nên tóm lại nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất còn độc thân không chỉ giàu có mà còn đẹp trai phong độ tài giỏi đạt chuẩn về mọi mặt không biết có phải bởi vì gần đây ở đông hoàng bị người ta như có như không chèn ép hay bởi vì cổ ghen tị vô hình trong lòng kia mà dù tần mộc mộc biết rõ lúc này nếu không muốn gây chuyện thì lựa chọn tốt nhất là rời đi giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy nhưng thời điểm khi cô nhìn đến người phụ nữ mà Tiêu Hành đang hôn là Giảng đồng, một cổ tức giận cùng ghen tị bốc lên, không nhịn được mà cắt đứt hai người này. Thấy Tần Mộc Mộc, giản đồng từ từ cúi đầu xuống yên lặng, đây là thái độ mà cô đối với Tần Mộc Mộc bây giờ. "Tiêu tiên sinh, tôi còn có việc nên đi trước đây." Tiêu Hành nghe được thanh âm khàn khàn của người phụ nữ kia, hắn vốn có thể ngăn lại người phụ nữ này, nhưng giờ phút này tâm trạng có chút không yên, ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn bóng lưng Giảng đồng rời đi lên lầu tiêu tiên sinh. Em là Tần Mộc Mộc, nam tử trước mắt, chính là người đàn ông hoàng mỹ trong lòng mình, bề ngoài anh Tuấn, gương mặt đẹp trai, vóc người có thể so được với người mẫu, còn có khí chất tản ra quanh thân, Tần Mộc Mộc phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, tiêu hành chậm rãi quay đầu, tầm mắt từ phương hướng giảng đồng vừa rời đi, rơi vào trên người Tần Mộc Mộc, đối diện với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia, không, hẳn phải xưng là một cô gái mới đúng khóe miệng tiêu hành từ đầu đến cuối vẫn cười cười không đổi, nhìn chầm chầm cô gái cách đó không xa, tâm tư của cô ta, tiêu hành thấy rõ ràng. Mặt thẹn thùng lại ửng đỏ, sức sống dồi dào, da thịt đàn hồi, quả thật toàn thân đầy một cổ sức sống thanh thuần động lòng người. Nhưng mà, phải làm sao đây? Trong đầu hắn bây giờ đều là khuôn mặt xấu xí đỏ bừng kia, đưa tay sờ sờ cánh môi, hai lần hôn cô ấy, lần sau so với lần trước cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Lần đầu tiên, chỉ kịp đụng cánh môi kia của cô ấy đã bị tên họ trầm kia phá hư chuyện tốt. Lần thứ hai, chính là mới hồi nãy, cũng chỉ mới đặt lên cánh môi của cô, chưa kịp cảm thụ được gì, chưa kịp đi sâu vào nụ hôn này, lại bị người này làm hỏng chuyện tốt. Cặp mắt đào hoa hơi khiêu lên, ánh mắt thâm thúy lướt quá người con gái ở đối diện tự xưng là tầng mộc mộc, khóe miệng tiêu hành vẫn nhếch lên nụ cười không đổi cô tên tầng mộc mộc, hô hấp tầng mộc mộc hơi trì trệ, nhất thời kích động, đúng, em, em em tên là tần mộc mộc, tiêu, tiêu tiên sinh, em phục vụ cho ngài. a, à, không phải, ý em là, em là người phục vụ ở đây. em, em, a, à, một tiếng cười khẽ trầm thấp lại hấp dẫn từ trong cổ họng tiêu hành, nụ cười trên khóe miệng tiêu hành sâu hơn, bắp đùi thon dài đi về phía tần mộc mộc cô muốn phục vụ cho tôi. em, đừng khẩn trương, cô rất dễ thương. thanh âm du dương hấp dẫn kia nghe vào trong tai tần mộc mộc, ngực cô như đang đánh trống. Mắt cỡ đỏ cả mặt, đẩy mắt tiêu hành vạch qua một tia lạnh ý, thật là ảnh hưởng khẩu vị, làm bộ làm tịch, lại nói, tôi đã nhớ cô rồi, đi làm việc đi, nói rồi liền ưu nhã đi qua bên người Tần Mộc Mộc, thân thể thon dài chậm rãi đi xuống thang bộ, chỉ bất quá, hắn cứ như vậy mà đi, trái tim thiếu nữ của Tần Mộc Mộc bất giác rơi trên người hắn rồi, đây cũng là một người đàn ông tàn nhẫn, Tần Mộc Mộc lên lầu, gặp phải giảng đồng, trong lòng không lý do cảm thấy khó chịu, đồ đỉ. đây là từ nguyên gốc đĩ hay gái điếm, không kiếm được từ gì nhẹ nhàng hơn nữa nên tôi xài từ này, ai không đọc được những từ tục tiểu kiểu này thì chịu khó nha ca. Chương 34, Giảng Đồng không hiểu, tại sao đã từng là bạn cùng phòng trọ, lúc gặp mặt sẽ dùng từ ngữ ác độc để vu khống như vậy, thật sự là vì nhìn cô cũng không thể chịu đựng được, để cho người khác chán ghét mình như vậy sao? Khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một tia cười khổ như có như không, cô không tiếng động nhìn tầng một 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 cái, cái nhìn kia cũng không có hàm nghĩa đặc biệt gì, có thể cũng là một loại nhìn rõ. Xoay người, giảng đồng dùng cái chân khập khiển của mình chậm rãi biến mất trong mắt tầng mộc mộc. Tầng mộc mộc khó chịu phản phất như bị người ta bóp cổ vậy, lòng bàn tay buông thõng xuống bên chân, giận dữ nắm thành quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bóng lưng thất thểu kia. Cô không hiểu, người đàn bà này rõ ràng đáng thương hèn mọn như vậy, dựa vào cái gì ở trước mặt mình biểu hiện một cách kiêu ngạo như thế. Cô, giảng đồng, dựa vào gì mà kiêu ngạo? Một người thọt. Một con bọ đáng thương vì tiền mà ngoắt đuôi xin sỏ. Một người không tướng mạo, không vóc người, xấu xí còn ở đây câu dẫn đàn ông. Cô liền nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của tiêu hành, đáy lòng Tần một một căm hận, nhất định là vậy, tiện nhân này chủ động câu dẫn tiêu tiên sinh. Bên cạnh có người nhìn chăm chú Tần Mộc Mộc cùng Giảng Đồng, cho đến khi Giảng Đồng rời đi, biểu hiện của Tần Mộc Mộc, tất cả người xung quanh đều nhìn ở đáy mắt, tuy rằng Tần Mộc Mộc này bây giờ cũng chẳng có ai thích nhưng mà bác quái trong lòng mọi người luôn rất cường hãn, có thể vượt qua chán ghét nhất thời mà hỏi, chuyện gì xảy ra thế tần mộc mộc. Sao cô lại gây lộn cô ta, cô ta tất nhiên là chỉ giảng đồng. Trong lòng tần mộc mộc đang tức giận, bị người khác hỏi ra như vậy như khơi màu ra, cười lạnh nói, tôi sẽ cùng một con hồ ly tinh gây lộn. Mấy người bên cạnh vừa nghe ba chữ hồ ly tinh, ánh mắt nhất thời sáng lên, có kịch vui, gì cơ, hồ ly tinh gì cơ. Giảng đồng kia á tần mộc mộc nói như giả tỏi tôi vừa mới ở thang bộ thấy cô ta cùng tiêu tiên sinh ông hôn tiêu tiên sinh ba chữ này có thể nói là vô cùng kích thích tiêu tiên sinh sẽ không là đang nói đến tiêu hành tiêu tiên sinh chứ có người kinh hô lên thành tiếng không phải chứ đây chính là người đàn ông siêu cấp kim cương vương lão ngũ nhiều tiền đẹp trai lại có phẩm vị lại vừa ý cô ta một nhân viên vệ sinh tôi tận mắt nhìn thấy hai người họ ở thang bộ ông hôn mà đáy mắt tần mộc mộc thoáng qua một tia ghen tị dựa vào cái gì, người đàn bà kia chẳng có cái gì, lại vừa xấu xí vừa thất học, vì tiền mà cái gì cũng làm, người đàn bà bẩn thỉu như vậy, dựa vào cái gì mà lại là cô ta? Tần Mộc Mộc đã sớm quên hết sự tốt đẹp của giảng đông, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chính là cô ta. Cô ta cùng tôi ở cùng một nhà trọ, khi đó chỉ là một nhân viên vệ sinh, mỗi ngày đều là không nói gì, tôi cứ nghĩ là một người biết an phận, không nghĩ tới lại là dáng vẻ như vậy cùng loại người này ở cùng một nhà trọ, mỗi ngày đều hô hấp cùng bầu không khí với cô ta, tôi cũng sắp ói tới nơi rồi, giảng đồng này cũng thật sự là im miệng, đang lúc này, một giọng nói truyền tới, các người là không có chuyện gì làm sao? Ăn no rửng mở. Chuyện của Luna và Trăng Trăng đã quên mất rồi, người tới là Annie, có thể nói là người phục vụ ở Đông Hoàng lâu đời nhất, Tần Mộc Mộc thấy Annie, nhất thời nhớ lại chính là Annie này ở trước mặt nhiều người khiến mình ăn thiệt còn không cho hiểu hiểu nói chuyện cùng mình, gặp mặt kẻ thù khiến cô đỏ mặt tí tai, có vài người ý vào mình làm lâu ở Đông Hoàng mà chỉ tay ngang dọc, chỉ kích người khác khắp nơi, cũng không nhìn một chút, bản thân cũng chỉ là một người phục vụ, tầng một một trốt cuộc là sinh viên của Đại học S, lời lẽ vô cùng sắc bén, Annie cũng không thèm nhìn tầng một 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 cái, cười lạnh nhìn những người khác, tốt bụng nhắc nhở các cô, đừng đi theo con đường cũ của Luna cùng trăng trăng, không muốn nghe thì tôi cũng không quản, nói xong. Annie xoay người rời đi, đi tới khúc quanh vẫn nghe được âm thanh bát quái truyền tới từ sau lưng. Ani này cũng đem mọi chuyện làm quá lên rồi. Chuyện của Luna và Trăng Trăng xem rõ mà nói, đó là do hai người này phạm vào kiên kỵ của Đông Hoàng. Người phía trên Đông Hoàng ghét nhất là người ở khắp nơi bạn lộng thị phi, nhưng cũng không nói là cấm cạnh tranh. Đừng nói ở Đông Hoàng, nếu đổi thành một nơi khác cũng như vậy. Ani nói về chuyện của Luna cùng Trăng Trăng căn bản là hai chuyện khác nhau. Ani ở khúc quanh, âm thầm lắc đầu một cái, người muốn tìm chết khuyên không nổi, chẳng qua giảng đồng đó, xem ra lại bị khổ rồi. Annie cũng không tính vì chuyện nhỏ này mà mách lẻo, loại chuyện này không chọc đến ai là tốt nhất. Ở Đông Hoàng, sớm đã học được, không phải chuyện của mình thì đừng xía vào, có thể vì tình nghĩa cùng nhau làm đã lâu, khuyên mấy người kia một câu đã là nhân nghĩa lắm rồi. Còn nếu đã khuyên mà còn không nghe lọt, bỏ đi, những chuyện ngổn ngang rối rắm kia, liên quan gì đến mình, tan làm. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận mưa nhỏ, mới đầu mưa cũng không lớn lắm, mỗi đêm giảng đồng đều chậm rãi đi bộ trở về. Tất nhiên tối nay cũng không ngoại lệ, đối diện Đông Hoàng có một cửa hàng tiện lợi mở 24, 24, ở quần thu tiền. Thưa cô, tổng cộng 56 tệ ở quầy thu tiền, đặt một cây dù, giảng đồng nhìn một cái, đây đã là cây dù rẻ nhất trong cửa hàng tiện lợi 24h này, lại nhìn tiên trong tay. 56 tệ cô đương nhiên có, nhưng, cảm ơn, Tôi đột nhiên nghĩ đến, mưa cũng không lớn lắm nên không mua cây dù này nữa, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, giảng đồng đưa tay che người, cùng người lại vùi đầu đi về phía trước. Mưa cũng không lớn lắm, đối với cô mà nói cũng không quá khó khăn, chẳng qua ở eo trái nơi đó trống rỗng, mỗi khi đổi trời là lại đau đớn vô cùng. Thật vất vả mới gần đến nhà trọ, nhưng ông trời tự như trở mặt, trong nháy mắt rào, mưa to như trút nước, đến nhà rồi, tra chìa khóa vào trong ổ, không mở ra. Lần nữa tra vẫn là không mở ra, giảng đồng hơi kinh ngạc một chút. Nhìn thẫn thờ vào cánh cửa đang đóng kín, sau đó kéo ra một nụ cười khổ, cô và Tần Mộc Mộc vẫn ở cùng một nhà trọ với nhau. Sau chuyện lần đó, giữa cô và Tần Mộc Mộc vẫn là nước sông không chạm nước giếng, thật ra thì hai người ở cùng một nhà trọ như vậy, trong lòng đều không quá thoải mái, cũng không biết Mộng tỷ là quên mất chuyện đổi nhà trọ hay do công ty cho là mâu thuẫn nhỏ giữa những loại nhân viên này căn bản không đáng nhắc tới từ sau lần kia thái độ tần mộc mộc đối với mình liền thay đổi hoàn toàn chẳng qua coi như tần mộc mộc đối với mình cũng chỉ là xem thường không giống như hôm nay chuyện khóa trái cửa không cho mình vào nhà cũng chưa từng xảy ra tần mộc mộc tần cô kêu lên muốn gọi người trong phòng mở cửa nhưng vừa kêu lên thanh âm liền ngừng lại chậm rãi cúi đầu cô ngậm miệng lại người trong phòng vốn muốn không cho mình vào nhà dù mình kêu như thế nào, người trong đó cũng không nghe được, vĩnh viễn sẽ không đánh thức được một người giả bộ ngủ, không phải sao? Đứng ở cửa, giảng đồng ngẩng đầu về phía trần nhà. aia, à, à, không có chỗ để đi, nhẹ than một tiếng, người phụ nữ đưa lưng về phía cửa, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào cánh cửa ở sau lưng, cùng người lại một chút, lạnh quá. Ông người lại, quần áo trên người vẫn còn ướt, lạnh quá, một đêm này, liền dựa người vào cửa phía sau, đi vào giấc ngủ. Chương 35: Ác mộng kéo dài, mỗi đêm mỗi đêm tuần hoàn vô tận, đứng ở bên vách đá, đột nhiên như rơi xuống vực sâu. Giảng Đồng thức dậy, không phải rơi xuống vách đá, mà là cánh cửa sau lưng bị người từ bên trong kéo ra. Cô có phải có bệnh hay không, có giường không ngủ chạy đi ngủ ngoài cửa. Từ sau khi phát sinh chuyện kia, lúc Tần Mộc Mộc thấy Giảng Đồng đều làm như không thấy, bày ra một vẻ mặt thanh cao lạnh lùng, xem thường Giảng Đồng nên tất nhiên không cùng Giảng Đồng nói chuyện thật giống như là nếu nói chuyện cùng giảng đồng sẽ làm mình thấp kém đi. Mà sáng sớm hôm nay, ở trước cửa nơi hai người cùng ở trọ, tần mộc mộc hiếm thấy như đang ban ơn nói chuyện cùng giảng đồng, nhưng mà cũng chẳng phải lời gì tốt đẹp, còn không bằng là đừng nói, đầu choáng váng, cảnh tượng trước mặt như đang xoay tròn, quả thực giảng đồng không có lòng dạ ứng phó với tần mộc mộc. Tối hôm qua cửa bị khóa trái, giảng đồng nhàn nhạt nói một câu, có những lời, ngừng đúng chỗ thì mới tốt. Cô không trông cậy vào việc Tần Mộc Mộc nói xin lỗi với cô, chỉ cầu Tần Mộc Mộc này có thể dừng ở đây là được rồi. Bên tai truyền tới thanh âm không mặn không nhạc của Tần Mộc Mộc bộ, thì ra là cửa khóa trái, chắc là hôm qua lúc tôi đóng cửa không chú ý đụng phải rồi, không chú ý đụng phải. Lời này, quỷ cũng không thèm tin, giảng đồng lắc đầu một cái, không muốn tranh cãi cũng Tần Mộc Mộc, đầu cô càng ngày càng choáng, cảnh tượng xung quanh cũng đang xoay tròn nói tới cái này cũng không thể tránh tôi, vô ý đụng phải nên cửa khóa trái, cô cũng sẽ không lắm mồm mách lẻo đâu nhỉ. Ở đây dài miệng làm gì, bên tai cô ông ông, đầu giảng đồng như hoa lên, mi tâm hiện lên sự mệt mỏi, rốt cuộc cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên tầng một một, tôi rất mệt, trên mặt cô như hiện lên chữ mệt mỏi, nhưng tầng một một giống như không nghe thấy, ngược lại đột nhiên nhìn giảng đồng, lộ ra vẻ mặt không có ý tốt chăm chọc, ồ, tôi biết cái miệng thấp hèn đê tiện này của cô dùng để nói ra những câu vô sĩ dụ dỗ đàn ông đúng không? Tôi rất mệt, giảng đồng dựa vào khung cửa, ấn đường vốn dĩ đầy mệt mỏi giờ càng mệt thêm, sắc mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, nhưng tầng mộc mộc không có ý định buông tha cho cô vào nhà, như cũ không thuận theo, từ đã cô kéo lại giảng đồng đang muốn đi vào trong nhà, đẩy mắt lộ ra sự lạnh lẽo, giảng đồng, tôi cảnh cáo cô, đừng có tiếp tục dây dưa với tiêu hành, tầng mộc mộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cô là do ghen tị với giảng đồng cùng tiêu hành thân mật như vậy, cô là học sinh trường đại học S, cô là vì kiếm tiền sinh hoạt học phí mới ủy khuất đi làm việc ở Đông Hoàng, cô cùng những người khác trong đây không giống nhau, giảng đồng đỡ khung cửa, rất mệt rất mệt, không muốn cùng tầng một một tranh cãi gì thêm, chỉ muốn sớm được nằm nghỉ ở giường của mình một chút, tầng một một, cơ thể tôi rất khó chịu, tầng một một sửng sốt một chút, sau đó chẳng biết tại sao, phản phất như đang bị làm nhục một cách quá đáng. Trong nháy mắt liền kích động, giảng đồng cô đủ rồi đó còn giả bộ đáng thương tôi bất quá cũng chỉ cùng cô nói hai câu mà thôi cô cứ nơi này không thoải mái nơi đó không thoải mái giảng đồng xoa xoa mi tâm thật sự không muốn cùng tần một mộc phát sinh thêm mâu thuẫn dư thừa gì nữa tối qua tôi mắc mưa không phải cô khóa trái cửa sao giảng đồng chỉ nghĩ là mình nói sự thật không nghĩ tới lời nói thật này lại triệt để kích thích tần một mộc có lẽ tần một mộc vốn dĩ có định kiến với giảng đồng nên giảng đồng nói gì đều sai Lời này của cô là có ý gì, mặt Tần Mộc Mộc lạnh xuống, cũng không phải là tôi bảo ông trời đổ mưa, còn nữa, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không chú ý đụng phải nên khóa trái, lời này của cô tự như nói tôi cố ý khóa trái để cô phải đứng bên ngoài không bằng, cơ thể đứng không vững, giảng đồng nghe được câu của Tần Mộc Mộc, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Rất muốn phản bác Tần Mộc Mộc, rất muốn càng rỡ phát tiết ủy khuất của mình, nhưng thời điểm cái ý nghĩ này vừa xuất hiện còn chưa kịp biến nó thành hành động đã bị giảng đồng áp chế xuống giảng đồng cô đã không còn là giảng gia giảng đại tiểu thư của ba năm trước giảng đồng cô chỉ là một tội phạm vừa ra tù giảng đồng tầng một một là sinh viên trường đại học ép tiền đồ rộng mở cô là cái gì cô là cái gì cô là cái gì thời gian đối với giảng đồng mà nói chính là một bãi phân chó ghê tởm nó chứng kiến cô từ lúc tự tin phấn chấn biến thành hình dáng ngày hôm nay là không muốn càng rỡ trút ra nỗi buồn của mình sao không là không thể. Tần Mộc Mộc, cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ là nói, hôm qua tôi mắc mưa, lại ở ngoài cửa một đêm, bây giờ người cảm thấy rất rất khó chịu, đầu tôi có chút choáng váng. Có lời gì có thể chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói sau, gần như là khẩn cầu, cánh môi giảng đồng trắng bệnh tiết lộ sự mệt mỏi của cô. Không nhìn được, cô nhớ lại bản thân của ba năm trước, không nhìn được mà rất muốn biết, nếu như là giảng đồng ba năm trước, cô sẽ làm gì chứ? Sẽ giống như bản thân bây giờ, rụt rè e sợ sao, sẽ giống như bản thân bây giờ, hèn mọn không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm, vì không muốn đắc tội thêm bất cứ một người nào mà hèn nhát nhượng bộ sao. Giảng đồng, cô có thấy buồn nôn hay không, tôi đã nói là tôi không cố ý khóa trái cửa, không cẩn thận là đụng phải rồi không phải sao, tôi đã giải thích với cô rồi, cô còn muốn gì nữa, tần một mộc nhìn giảng đồng ở trước mắt, liền tự nhiên nghĩ đến một màn ở cầu thang bộ kia, không chỉ là một màn ở thang bộ kia thôi, còn có một lần ở phòng bao 606, tiêu hành đột nhiên xuất hiện giải vây cho giảng đồng giải vây. Vốn dĩ giảng đồng này phải biểu diễn tiết mục hôn môi trước mọi người, hơn nữa đối tượng chỉ là một người vệ sĩ. Nhìn giảng đồng, đầu đầu cũng thấy không vừa mắt. Hơn nữa, giờ phút này người phụ nữ trước mặt, bản thân đã nhìn đến dáng vẻ bảo gì làm nấy của cô ta, càng tức giận hơn. Một người hèn nhát như giảng đồng, tiêu hành rốt cuộc vừa ý cô ta chỗ nào. Muốn mặt đẹp không có mặt đẹp, muốn vóc người không có vóc người, muốn học thức cũng không có học thức một đống bùn nhão này giảng đồng dựa vào cái gì mà dám dụ dỗ một người đàn ông nổi bật như tiêu hành trừ phi là hồ ly tinh trừ phi là giảng đồng dùng thân thể câu dẫn tiêu hành tầng một mộc trải qua một phen suy đoán nhất định là nguyên nhân này giảng đồng cúi đầu che đi ưu tư trong mắt tức giận cô dĩ nhiên có nhưng ba năm cô học được cách chịu được học được tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng một mộc nếu như cô thích tiêu hành tiên sinh, vậy cô cũng không cần đến tìm tôi. Nếu như cô chỉ có bản lĩnh làm khó tôi thôi, thì tiêu hành tiên sinh sẽ nhất định coi thường cô. Đúng vậy, cô dùng 3 năm học được cách chịu được, học được tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng không đổi được sự kiêu ngạo từ trong xương máu. Cô sẽ không đi nói tận một một ức hiếp người quá đáng, làm vậy chỉ khiến tận một một như phát điên hơn. Cô thậm chí biết, nên dùng lời như nào, lấy phương thức dứt khoát nhất, kết thúc một màn này thật nhanh chóng. Thần sắc tần một một đại biến, vặn vẹo, dữ tợn, không còn sự thanh thuần kia, cô ta trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi cùng khó mà tiếp nhận nhìn giảng đồng ở trước mắt, trong mắt của bản thân, người đàn bà này vẫn là một người hèn mọn đáng thương vô sĩ. Loại đàn bà vô sĩ bị ổi giống như cô, tiêu hành sẽ không thèm thích cô, không có ai sẽ đi thích loại đàn bà không chút liêm sĩ nào như vậy. Mặt mũi tần một một vặn vẹo căm tức nhìn giảng đồng, quát lên, tự như sau khi nói những lời này, liền cứu được lòng tự ái vừa mất ở trước mặt giảng đồng vậy. Đầu giảng đồng đau như sắp nứt ra, như lửa đang thiêu đốt, cảm thấy cả người lại lạnh đến run rẩy, ngẩng đầu lên. Tần mộc mộc trước mặt như đang có phép phân thân mà hiện ra vô số ảnh, lúc lớn lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, tay của cô lặng lẽ nắm chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm đến đau đớn, nhờ vậy mà khiến cô thoáng giữ vững được thanh tĩnh. Cô có một lời nhất định phải nói cho Tần Mộc Mộc nghe, Tần Mộc Mộc, thích một người, chẳng lẽ không phải là thật lòng đối với hắn, trong mắt chỉ còn lại hắn thôi sao, nhưng hình như so với tiêu tiên sinh, tựa hồ như cô còn để ý tồn tại của tôi hơn, tôi cũng không hiểu rõ, thích của cô chẳng lẽ chỉ nói vui thôi sao, thích của cô, rốt cuộc có mấy phần là thật, chương 36, tầng một mộc thở hỗn hển, mắt trợn lên, khuôn mặt thanh tú tức đến đỏ bừng lên. Mặt mũi càng tỏ ra dữ tận, cô nói tôi đây không phải tình yêu, vậy như cô hèn hạ bán thân thể mới là tình yêu sao? kể cả giảng đồng cũng không nhìn được mà hơi nhíu chân mày, ai nói tần một một đó không phải tình yêu đâu. Mình chẳng qua là hỏi cô ta một câu, rốt cuộc có mấy phần thích là thật, giảng đồng cúi thấp đầu xuống, ba năm có thể mài đi kiêu ngại của giảng đồng, lại không thể xóa đi thông minh của cô. Hiển nhiên, tần một một kích động như vậy, chỉ có thể là mình vừa vặn chạm trúng tim đen của cô ta, lắc đầu một cái, cô lắc đầu cái gì? Một mình cô hạ tiện vì tiền mà ngoắt đuôi xin xỏ, một mụ đàn bà khắp nơi đều câu dẫn đàn ông còn chưa đủ có tư cách gì mà lắc đầu cô lắc đầu là ý gì cô là đang phủ định tôi tôi nói cho cô nghe giảng đồng người trên toàn thế giới đều có thể xem thường cô nhưng giảng đồng cô không có tư cách gì mà xem thường bất kỳ người nào cả người giảng đồng run lên rủ đầu xuống càng suy sụp là khắp thiên hạ đều có thể xem thường cô nhưng cô lại không có bất kỳ tư cách nào mà xem thường ai trầm tu cẩn anh hài lòng chưa À, nói không chừng, đây là giảng đồng mà anh muốn. Nhắm mắt lại, trong đầu của cô toàn bộ đều là một chữ, tiền. Không có tiền thì chẳng phải là gì cả, nhưng có tiền rồi thì sẽ có. Tần một một chê bai quét giảng đồng một cái, nhìn bộ dạng chó chết của giảng đồng, nhất thời mất khẩu vị, biểu môi một cái. Tóm lại, cô nên nhớ chính cô chỉ là một người thọ, đừng có mơ mộng hảo huyền câu dẫn được tiêu hành, nói xong, cái mông lắc một cái, lạnh lùng đi vào phòng ngủ của mình chỉ để lại cho giảng đồng một bóng lưng lạnh lùng, xoa xoa mi tâm, giảng đồng không để ý đến những cái khác, vọt vào phòng tắm nước nóng, đem mình co rút vào trong chăn. Thời tiết như vậy, không mở điều hòa còn nóng đến điên người, thế nhưng giảng đồng lại cảm thấy lạnh đến run rẩy, lại càng thêm có mình lại thành một cục, giống như nếu co lại như vậy là có thể sưởi ấm. Ngoài cửa sổ không biết là họa mi nhà ai nuôi đang hót, ở trong tiếng hót này, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Này, ê! Dậy đi! Một trận đẩy đẩy không khách khí, giảng đồng bị đánh thức, vừa mở mắt liền thấy trước mặt mình chính là tần mộc mộc, đang mơ hồ không rõ, đầu sốt cao, cũng không nổi nóng, lầu bầu một câu, đừng đẩy, đầu đang choáng váng, tần mộc mộc không đẩy tay của cô nữa, dừng một chút, một giây kế tiếp cười lạnh một tiếng, cô cho là tôi muốn đến phòng cô lắm à, thức dậy nhanh đi, đến giờ rồi, ngủ như heo chết, mấy giờ rồi còn không dậy đi làm à, lần trước cô không đi làm hại tôi bị mộng tỉ mắng, tôi cũng không muốn bị mộng tỉ mắng nữa, cô thức dậy nhanh đi, đi làm, đi làm, giảng đồng đầu sốt đến mơ hồ, thời điểm nghe tần mộc mộc nói một tràng, trong đầu càng rối loạn, trong cơn choáng váng, hai chữ đi làm như một quả lựu đạn, nhất thời nổ cho cô tỉnh táo mấy phần, đi làm, đẩy chăn ra bò dậy khỏi giường, nồng nóng thức dậy, nhưng cả người đau mỏi, nhất thời thiếu chút nữa ngã quỵ ở trên đất, tần mộc mộc cau mày một cái, Bất mãn nói, cô nhanh lên một chút, lằn nhà lằn nhằn, diễn kịch gì, ở đây cũng không có đàn ông, cô diễn cho ai xem, giảng đồng mặt cho tầng một một lạnh lùng chăm chọc, trầm mặt thay áo quần, không phải chỉ mắc một trận mưa thôi sao? Có yếu đuối quý giá vậy không? Tôi cũng từng mắc mưa rồi, cũng không giống như cô. Người cô giác vàng hay sao, tầng một một vẫn còn ở một bên chăm chọc giảng đồng, đầu nhức nhức, giảng đồng xoa đầu, bỗng nhiên xoay người, tầng một một, cô biết không, trên thế giới này, sẽ không có ai thích những người phụ nữ thích nói chuyện chanh chua khắc nghiệt cô muốn tiêu hành có hảo cảm với cô thì tốt nhất nên thay đổi đi nói xong giảng đồng cũng chuẩn bị tâm lý bị tần mộc mộc càng không khách khí mà nhục nhã mình hơn rồi nhưng khó hiểu là hôm nay cô muốn được tùy hứng buông thả thời điểm khi còn bé bị bệnh anh trai nói thời điểm bị bệnh là dễ thất thường nhất khi đó cô đặc biệt đặc biệt dính trầm tu cẩn thật ra cô cũng biết trầm tu cẩn thấy cô phiền phức nhưng mà lần đó bị bệnh cô dính lấy hắn muốn ngủ trưa chung dù biết hắn thấy cô phiền nhưng cô vẫn dính lấy hắn nói khoác mà không ngượng dùng lời của anh trai nói cho hắn người ngã bệnh có quyền tùy hứng buông thả tôi bị bệnh rồi anh không ngủ với tôi một giấc ngủ bệnh của tôi không tốt lên được từ xưa đến nay chưa từng thấy vậy mà trầm tu cẩn lại thật sự đáp ứng ngủ trưa cùng cô cô nếm được ngon ngọt liền cố ý tắm nước lạnh cho mình ngã bệnh nhưng lại chẳng bao giờ như ý nguyện bất tri bất giác giảng đồng chìm vào trong ký ức, các loại lời nói khó nghe của Tần Mộc Mộc, cô cũng không nghe thấy. Giảng đồng, vừa rồi là cô mắng tôi chanh chua cay nghiệt, bây giờ lại giả vờ ngây ngốc sao, thanh âm bén nhọn của Tần Mộc Mộc, kèm theo đó là tiếng giảng đồng kinh hoảng kêu lên, âm, đầu bị đụng vào trên chốt cửa, giảng đồng khổ sở kêu một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt đầy hoảng sợ của Tần Mộc Mộc. Có gì có nông nóng dọc theo trán chảy xuống, thế giới trùng lên một màu đỏ tươi, mặt mũi tầng mộc mộc đầy sợ hãi, càng ngày càng kinh hoàng. Làm sao, rốt cuộc là sao vậy? À, không phải tôi. Không liên quan gì đến tôi. Là chính cô không đứng vững, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Tầm mắt giảng động càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là thân ảnh kinh hoảng thất thố đầy hoảng hốt của tầng mộc mộc co chân vòng qua cô chạy ra ngoài. Tầm mắt ngày càng mơ hồ, cô vẫn còn rất mờ mịt, sao vậy? Tầng mộc mộc sao vậy? Ô hát, có chút mệt mỏi. Mộng tỷ, tôi muốn xin nghỉ, thanh âm yếu ớt nỉ non, càng ngày càng thấp, cuối cùng, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang nói cái gì. Lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân hốt hoảng càng ngày càng gần, một bóng người đứng ở trước mặt giảng đồng, không người thở hổn hển, không liên quan đến tôi, là chính cô ta không có đứng vững, đúng, đúng. Chính là như vậy, không liên quan đến tôi, ai biết chỉ đụng nhẹ một chút cô ta liền ngã nhào ra chứ, tần một một đi rồi quay về, đứng một bên thở hổn hển một bên hốt hoảng nhìn giảng đồng đang nằm dưới đất nhìn vết máu trên trán đỏ tươi chảy xuống cô cầm di động lên muốn bấm 120. trên màn hình là 120 đang túc túc chuẩn bị tiếp máy đột nhiên nghĩ đến gì đó mặt tầng một một liền biến sắc không chút do dự mà bấm nút kết thúc cắt đứt điện thoại cặp mắt do dự hốt hoảng không chịu nổi mà nhìn chầm chầm giảng đồng ở trên đất đã hoàn toàn không còn tri giác bỗng nhiên cắn răng một cái ngồi xổm người xuống chuẩn bị dùng sức kéo giảng đồng. Tần một một cơ hồ dùng hết sức lực, sợ chỉ với sức lực của cô kéo không nổi giảng đồng. Nhưng cô chỉ mới vừa dùng một chút lực, một giây kế tiếp liền kinh ngạc đến ngay người, cúi đầu nhìn giảng đồng, nhẹ như vậy. Mà thôi, giải quyết quan trọng hơn, không ngẫm nghĩ gì nữa, tần một một kéo giảng đồng, để cho giảng đồng nửa người ở trên bả vai của mình, thật nhanh đi ra cửa phòng, đi đến chỗ cầu thang. Một tay ngăn xe taxi lại, đưa người đến bệnh viện sắc mặt tầng một một phức tạp nảy sinh chút ác độc cầm điện thoại lên gọi đến cho cấp trên của mình lộ tỷ hôm nay tôi muốn xin nghỉ bạn cùng phòng của tôi người có chút không thoải mái lúc ra cửa lại vô tình té nhào một cái thật may là tôi quên cầm sạc điện thoại trở lại nhà trọ mới phát hiện kịp thời đưa cô ấy đến bệnh viện tôi đang ở bệnh viện giúp cô ấy đúng chốc lát nữa làm thủ tục nhập viện xong cho cô ấy thì tôi sẽ đến đông hoàng giúp cô ấy xin nghỉ được tôi biết rồi Cô ấy là bạn cùng phòng của tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Chương 37. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, "Cô là người nhà, Tần Mộc Mộc do dự một chút, tôi là đồng nghiệp của cô ấy." "Cô ấy không sao chứ?" Bác sĩ mang áo khoác dài màu trắng sắc mặt không được tốt lắm, "Cô thông báo với người nhà bệnh nhân đi." Tần Mộc Mộc vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, "Bác sĩ, rất nghiêm trọng sao? Trong lòng thất thượng bác hạ, nếu giảng đồng mà chết, vậy cô, vậy cô không phải giết người rồi sao?" thất thượng bác hạ, ý chỉ lo âu, bối rối, không, không phải, không phải cô, là tự giảng đồng. Không liên quan đến cô, cô, cô chỉ là cứu người nên đưa đến bệnh viện mà thôi. Nếu như để cho mọi người biết, giảng đồng xảy ra chuyện liên quan đến cô, vậy trường học sẽ đuổi cô mất, cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thi đậu đại học S, làm sao có thể, giờ khắc này, suy nghĩ tầng một một đầy rối loạn, nghĩ tới nhiều chuyện, một khi giảng đồng xảy ra chuyện, bị người khác biết có quan hệ với cô, như vậy cô phải chịu hết thảy, thậm chí Tần Mộc Mộc còn nghĩ tới Tiêu Hành, Tiêu Hành sẽ nhìn cô ra sao? Bác sĩ, giảng đồng, là đồng nghiệp của tôi, cô ấy thật sự không cứu được sao? Chân mày bác sĩ hơi nhíu, quá dị nhìn về phía Tần Mộc Mộc, ai nói với cô cô ấy không cứu được nữa? Vậy, vậy sao bác sĩ bảo tôi thông báo cho người nhà, ý của báo cho người nhà, không phải là do cứu không được nữa sao? Đồng nghiệp của cô ở bên trong, chỗ trách trên trán có vẻ hơi lớn, đưa tới lại trễ nên mất máu nhiều nhưng vấn đề này cũng không lớn gì vấn đề lớn nhất là cô ấy sốt cao hơn nữa với tình huống này ít nhất là sốt một tối rồi nếu vậy cô ấy phải nhập viện để hồi phục thật tốt không có ai chăm sóc thì phải làm sao tần một một khẩn trương nghe xong lời bác sĩ viên đá trong lòng coi như được đặt xuống liền vội vàng nói tôi tôi sẽ chăm sóc cô ấy cái đó cô ấy không có người nhà tôi cùng nhà trọ với cô ấy vậy để tôi chăm sóc cô ấy Giảng Đồng không có người nhà hay bạn gì, cái này là thời điểm ban đầu, cô và Giảng Đồng cùng nhau nói chuyện phím vào buổi tối, chuyện này của Giảng Đồng Tần Mộc Mộc vẫn còn nhớ. Bác sĩ nhìn Tần Mộc Mộc một cái, ánh mắt nhu hòa cô gái nhỏ như cô tâm địa rất hiền lành. Nếu cô chịu chăm sóc cho cô ấy thì không thành vấn đề, đi làm thủ tục nhập viện đi, được được được, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ, Tần Mộc Mộc cầm đồ, đi làm thủ tục nằm viện ngay, viện phí quá đắt, khiến cho cô đau lòng một trận nhìn tiền bị trừ trong thẻ ngân hàng, trong lòng một trận nhức nhối cùng oán trách, số tiền này là tiền lương một tháng của cô đó, tháng này làm không công rồi. Một bên lẩm bẩm đi đến phòng bệnh liếc nhìn giảng đồng vẫn còn ngủ mê man, lập tức ra khỏi bệnh viện, đi đến quốc tế Đông Hoàng. Đông Hoàng, cô nói giảng đồng làm sao, tầng một một tìm được giám đốc bộ phận TR, giúp giảng đồng xin nghỉ, chỉ nói thân thể giảng đồng có chút không thoải mái, ngã xuống đất phải nhập viện. Giám đốc bộ phận TR cũng rất bận rộn, huống chi giảng đồng cũng vốn chỉ là một nhân viên vệ sinh, cũng không hiểu được mộng tỷ ban đầu nghĩ như thế nào mà đem người như vậy nhét vào bộ phận TR. Tóm lại, giám đốc bộ phận TR vốn là đối với giảng đồng cũng không có ấn tượng gì tốt, huống chi sau đó vì giảng đồng này gây chuyện hại mình tổn thất mất hai nhân viên tốt như vậy. Trăng Trăng là một hạt giống tốt, Luna lại là một nhân viên kỳ cựu ở Đông Hoàng. Thật không biết mộng tỷ nghĩ như nào mà vì một giảng đồng không có chỗ nào dùng được mà đuổi hai người kia đi bỏ đi bỏ đi, cô để cho cô ta dưỡng bệnh thật tốt, chuyện ở đây tạm thời không cần nghĩ nhiều, tốt nhất nghỉ ngơi một thời gian rồi đi làm lại, đuổi tận một một đi. Giám đốc bộ phận PR lại vội vàng làm những chuyện khác, quên đi chuyện này. Tô Mộng ở lúc đi lại hai vòng, chân mày nheo lại, kỳ quái, hôm nay sao không thấy giảng đồng. Này, đứng lại xíu, vừa lúc thấy giám đốc bộ phận TR đang chuẩn bị vào thang máy, Tô Mộng thấy liền gọi lại, thấy giảng đồng ở đâu không? giám đốc bộ phận pr xoay người xem ai gọi thấy tô mộng dừng một chút nói hôm nay giảng đồng xin nghỉ hình như là người có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi do dự một chút giám đốc bộ phận pr dè dặt nói với tô mộng mộng tỷ giảng đồng này từ sau khi đến bộ phận pr của chúng ta liền làm ra một đống chuyện phiền toái tôi nhìn thấy cô ta cũng không thích ứng được ở bộ phận pr của chúng ta mộng tỷ không bằng điều cô ta đến bộ phận khác làm đi thật sự là không ưa nổi giảng đồng này suốt ngày một bộ dạng cúi đầu không có chí tiến thủ, mặt gió thổi không lọt, đem bản thân bọc lại thật chặt, giữa hai đầu lông mày một vẻ ưu sầu, mặt nhăn nhó như vậy, đã không có tướng mạo body đẹp, khách hàng chẳng ai thích là đúng, ngoại trừ gây chuyện cũng chỉ có thể kéo trình độ nghề nghiệp của cô xuống thấp. Mấy ngày nay, từ sau khi giảng đồng đến bộ phận PR bằng cửa sau, cô liền bị những bộ phận khác chế giễu khinh thường, còn có mấy khách hàng hỏi cô, bộ phận PR không còn người nào sao? Sao mà loại mặt mũi như này cũng có thể vào bộ phận TR của cô thế? Giờ phút này, giám đốc bộ phận TR dè dặt than phiền với Tô Mộng, sao mà Tô Mộng không hiểu, cấp dưới này của cô là đang đưa thuốc nhỏ mắt để cáo trạng giảng đồng với cô. Thuốc nhỏ mắt, bản gốc là thượng nhãn dược, kể chuyện xấu hay thêm mắm thêm muối khi nói về một ai đó với người thứ ba. Mách lẻo, đâm chọc sau lưng, lập tức Mặt tinh xảo của Tô Mộng hiện lên một nụ cười chế nhạo, hoàng mỹ khiến cho người khác cảm thấy bản thân đang sai sót, giám đốc hứa, giảng đồng là tự tay tôi đưa vào bộ phận TR, sao nào, giám đốc hứa là đối với quyết định tôi có ý kiến gì sao? Hay đối với ánh mắt tôi có ý kiến gì? Lập tức, nụ cười lấy lòng trên mặt của giám đốc hứa liền cứng lại, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng chối bỏ, không có không có, làm gì có chuyện đó. Nếu mộng tỷ coi trọng cô ấy như vậy, Vậy tôi bỏ chút thời gian chỉ bảo cô ấy là được. Mộng tỷ, tôi đi trước, Lý tổng bên kia đang chờ." Giám đốc Hứa xoay người vội vàng đi, vừa đi trong lòng vừa giận dữ bất bình, không phải chỉ là một nhân viên vệ sinh thôi sao? Cô quả thật nhìn không ra giảng đồng này có ma lực gì, khiến cho Mộng tỷ coi trọng như vậy. Giám đốc Hứa vẫn chưa ý thức được, Tô Mộng chiếu cố giảng đồng như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì đơn giản như cái gọi là coi trọng giảng đồng, bất quá cái này cũng không trách được Giám đốc Hứa bất kỳ ai nhìn tới giảng đồng của hôm nay, cũng không thể nhìn ra được giảng đồng của ba năm trước, cô thay đổi thật sự là quá lớn. Tô Mộng đứng tại chỗ, nghe giám đốc bộ phận PR báo cáo với mình chuyện giảng đồng muốn nghỉ ngơi hai ngày, cô quả thật vui mừng. Nữ nhân ngốc này cuối cùng cũng biết đau lòng cho bản thân rồi, vẫn còn tốt, còn biết mệt, vẫn cứu được, Tô Mộng vui mừng sờ mũi một cái. Sợ nhất là giảng đồng người phụ nữ ngốc kia chạy tới nói với cô, mộng tỷ, có việc gì không, cái gì tôi cũng có thể làm vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, tô mộng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình tốt lên, lúc tần mộc mộc xuống lầu, đụng phải một người đồng nghiệp, tâm tư động một cái, gọi người lại, hiểu hiểu, tiêu tiên sinh hôm nay có tới hay không, hiểu hiểu là người, bạn tốt, trước kia bị tần mộc mộc coi là phản bội, ở thời điểm tần mộc mộc hỏi đến chuyện Luna và Trăng Trăng, là người phục vụ bị Annie kêu đi, không có, tôi không nghe được các cô ấy nói tiêu tiên sinh tới nếu tiêu tiên sinh tới thì các chị em kia chắc chắn nói ầm lên, hiểu hiểu không có suy nghĩ gì mà nói, một mộc, cô, cũng thích tiêu tiên sinh hả? Trong nháy mắt ánh mắt tầng một một chợt lóe lên vẻ hung dữ, cũng, chương 38, tầng một một ngẩng đầu dè dặt nhìn về phía hiểu hiểu, cô không trả lời hiểu hiểu mà hỏi ngược lại, hiểu hiểu, cô thích tiêu tiên sinh, hiểu hiểu vội vàng xua tay, không phải tôi, là những người khác, rất nhiều chị em đều thích tiêu tiên sinh. Tàn nhẫn trong mắt tầng một một thối lui, trịnh trọng khuyên hiểu hiểu thật may cô không thích tiêu tiên sinh cô nhìn xem tiêu tiên sinh là người như thế nào ánh mắt ngài ấy khẳng định rất cao cô gái nào có thể làm bạn gái tiêu tiên sinh khẳng định rất ưu tú tiêu tiên sinh tới đông hoàng chỉ là để vui đùa một chút sao mà có thể nhìn trúng những người phụ nữ chiêu hoa dẫn điệp ở đây được hiểu hiểu không phải là tôi đã kích cô ánh mắt tiêu tiên sinh rất cao đây là sự thật không thể chối bỏ cô cũng đừng cùng các cô gái ông bướm kia góp vui đỡ cho sau này lại thương tâm rơi lệ trong im lặng, sau khi nói xong, cô nhìn hiểu hiểu ra sức cuối thấp đầu không nói lời nào, nhếch môi hồng phấn, kéo tay hiểu hiểu, hiểu hiểu, tôi nói những thứ này đều là vì tốt cho cô, cô nhìn tôi xem, không nói cùng những người đó. Vì là bạn, nên tôi chẳng qua hy vọng cô không phải chịu tổn thương, sắc mặt hiểu hiểu có chút lúng túng, tôi biết rồi, mộc mộc, tôi đi làm việc đây, không biết tại sao, mộc mộc nói là vì tốt cho cô nhưng lòng tự ái của cô lại bị tổn thương. Tần Mộc Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, liền chạy tới bệnh viện, đi vào phòng bệnh, liền thấy giảng đồng còn ngủ mê man, biểu môi một cái phiền chết mất. Trước đó cô cùng bác sĩ có trao đổi, vết thương trên trán của giảng đồng nhìn nghiêm trọng, chẳng qua là do lúc đưa tới hơi trễ nên chảy nhiều máu. Vấn đề thật sự là do thân thể trách rưới của giảng đồng thật sự là quá tệ. Lúc giảng đồng tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai, sốt cao cũng hạ nhiệt một chút. Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cao hơn người thường. Mở mắt ra, miệng khô đắng, vô thức khàn khàn nói khác, di động vang lên, tầng mộc mộc tỉnh dậy, vặn chân mày nhìn giảng đồng một cái, chờ tí, tầng mộc mộc lạnh lùng nói, rồi đi rót một ly nước cho giảng đồng. Giảng đồng nhận lấy, không lên tiếng yên lặng uống hết một ly nước, uống nước xong, cô vẫn không nói lời nào, trong phòng bệnh rất an tĩnh. Giảng đồng mí mắt rủ xuống, mắt nhìn mũi mùi nhìn tim, cô đang đợi, đột nhiên trán của cô đụng phải chốt cửa nên sẽ lưu lại sẹo, nhưng mà vốn dĩ chỗ trán kia của cô đã có sẹo rồi, nên bây giờ cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chuyện này cô cũng không cần đi nói với người khác đâu, ở Đông Hoàng, tôi đã xin nghỉ giúp cô, chờ đến khi khỏi hẳn thì đi làm, viện phí coi như tôi cho cô toàn bộ. Lúc nằm cô nằm viện, một ngày ba bữa tôi sẽ đưa tới đúng giờ, giảng đồng không lên tiếng. Tần Mộc Mộc thẹn quá hóa giận, cho là giảng đồng không biết phải trái, này, cô có nghe không đó, chuyện này không phải hoàn toàn là trách nhiệm của tôi chính cô cũng có vấn đề vốn dĩ do cô mắc mưa rồi lại ngủ ngoài cửa một đêm nên mới bị sốt nếu không tôi chỉ là đụng một cô một cái cô cũng không ngã xuống như vậy giảng đồng vẫn im lặng không nói tầng một một không khỏi cất cao giọng kêu lên cô rốt cuộc còn muốn thế nào tôi cũng đã đưa cô tới bệnh viện rồi nếu không phải tôi kịp thời đưa cô tới bệnh viện cô đã sớm sốt cao chết ở đó rồi tôi còn thay cô thanh toán tiền viện phí nữa một sinh viên đại học như tôi làm việc chính là do học phí cùng tiền sinh hoạt mới nghỉ hè nên tôi đi làm thêm cũng không có bao nhiêu tiền nay lại thanh toán viện phí cho cô cô còn bám lấy không buông giảng đồng cô nói đi rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới không nói lung tung giảng đồng một mực cuối thấp đầu không nói lời nào tần mộc mộc càng tức giận muốn có yêu cầu gì cô nói đi cô đã chuẩn bị rút máu mà làm theo thầm nghĩ giảng đồng này tham tiền như vậy làm sao bỏ qua cơ hội vơ vét tài sản của mình chứ? Trong lòng nhất thời nhìn giảng đồng, mũi không còn là mũi, mắt không còn là mắt, câu gốc là, chỉ người trong trạng thái cực kỳ không vui, quá tức giận, mặt mày cau có, giảng đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng mộc mộc, thanh âm ầm ầm lại khang khang, vỡ vụn chói tai khó nghe, cô chậm rãi mở miệng, tôi muốn cô nói một câu xin lỗi, tầng mộc mộc trận to, mặt đầy hoang đường nhìn giảng đồng, cô muốn tôi nói xin lỗi cô cao giọng hỏi giảng đồng cô muốn tôi nói xin lỗi với cô mặt không tưởng tượng nổi nhìn giảng đồng tự như nói xin lỗi với giảng đồng là một chuyện hết sức hoang đường và mất mặt cô vẫn là nói đi cô muốn bao nhiêu tiền tần mộc mộc cười lạnh hỏi giảng đồng trên giường bệnh lắc đầu một cái chầm chậm nhưng kiên định nói tôi chỉ muốn cô nói xin lỗi cô tần mộc mộc tức giận nhìn chầm chầm giảng đồng trên giường bệnh hai con mắt như bốc ra lửa lạnh nhạt nói có phải nếu tôi không nói xin lỗi cô cũng đã nghĩ xong sẽ đến chỗ nào nói bậy nói bà không? Giảng đồng càng trầm mặt, làm sai nên phải nói xin lỗi, chẳng lẽ không đúng sao? Biểu hiện tầng mộc mộc như vậy quá rõ ràng, nói xin lỗi với mình, sẽ khiến cho tầng mộc mộc cảm thấy khó tiếp nhận như vậy sao? Trong lòng giảng đồng không khỏi tự hỏi, nếu hôm nay đổi thành người khác, tầng mộc mộc có còn như vậy không? a i i -o, một tiếng thở dài ở trong lòng, cô im lặng, không phải bởi vì một câu xin lỗi, mà nội tâm cô khao khát giống như một người bình thường được tôn trọng mặc dù đã sớm biết, loại chuyện được tôn trọng này, đã sớm cách cô rất xa rồi. Trầm tu cẩn, nhân vật cao cao tại thượng như anh có phải hay không tiện tay là có thể hủy diệt một người, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, hủy phải hủy một cách triệt để. Cô im lặng, trong lòng hối hận, không nên đòi hỏi, không nên đòi hỏi, thứ như được tôn trọng, cô vốn đã không còn quyền lợi để có rồi. Giảng đồng, tầng một một tôi dù có phải dùng tất cả tiền trên người cũng sẽ không xin lỗi cô, người vì tiền có thể quỳ xuống, có thể học chó mẹ nằm trên đất vẫy vẫy đuôi, giảng đồng, coi như là thật sự tôi làm gì sai. Cô cũng không xứng có được lời xin lỗi từ tôi, tần một một hỏa khí ngất trời. Cô muốn ra ngoài nói bậy bạ gì thì cô đi mà nói luôn đi, bất quá có người tin cô hay không thì tôi cũng không biết. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, tôi là sinh viên trường đại học S, vì học phí nên vừa học vừa làm, cô là một mụ đàn bà vì tiền mà gì cũng có thể làm, cô nói xem, người khác tin cô hay là tin tôi, dưới chăng, giảng đồng siết chặt quả đấm, liều mạng chịu đựng, mới có thể khắc chế ngực đang đau dữ dội, tần mộc mộc nói xong đã giận đùng đùng rời khỏi phòng bệnh, lúc đi còn đóng cửa ầm một tiếng vang dội, mắt giảng đồng đờ đẫn, im lặng nhìn trần nhà trắng như tuyết, mặc cho đau đớn ở ngực lan tràn toàn thân, cảm giác vô lực ở khắp cơ thể, cô cho là cô sẽ không còn biết đau đớn nữa, cô cho là, thứ như tôn nghiêm cô vốn đã không cần nữa rồi, à, hôm nay, mình bị gì thế này, Thanh âm ồm ồm lầm bầm lầu bầu, ô hát, sốt, sốt đến hồ đồ rồi, cô tự trả lời chính mình. Trong lòng giảng đồng hết sức rõ ràng, cô cũng không phải là mong muốn một tiếng xin lỗi từ tầng mộc mộc, cô là mong muốn cái được tôn trọng từ lâu đã không có, giống như một con người thực thụ, được tôn trọng, đáy mắt vạch qua một tia đau đớn không dễ phát giác, cô vốn là chỉ muốn là một câu xin lỗi thôi mà, chẳng lẽ, mong muốn đó quá lớn sao? Là tôi, cầu thứ quá xa xỉ rồi, cô cúi đầu, sẽ không cầu mong thứ hảo huyền nữa, giống như là đang không ngừng thuyết phục bản thân, tự thôi miên mình lặp lại một lần lại một lần không hy vọng xa xỉ, không có suy nghĩ hảo huyền. Chương 39, chuyện rất đơn giản, đơn giản đến mức chỉ cần giảng đồng tiếp tục hèn mọn, không có chút tôn nghiêm nào ưng thuận yêu cầu của Tần Mộc Mộc cho dù bị xúc phạm. Mà ở sâu trong nội tâm của cô, ở chỗ sâu nhất, nổi lên tham lam, cô muốn cái được tôn trọng đã lâu không có kia, không cần giống như trước, chỉ cần giống một người bình thường cái được tôn trọng mà con người đều được, nhưng hiển nhiên, kết quả chẳng như mong muốn. Kể từ đây, giảng đồng lại đem trái tim nhìn lỡ trăm hỏng kia cất giữ sâu hơn, đưa trái tim đầy khát vọng kia núp vào sân tận linh hồn, ai cũng không chạm được tới chỗ đó, nơi đó, sâu mà lạnh, giống như biển sâu yên tĩnh, cô đơn mà tịch mịch, tầng một một đi rồi đến, đến rồi đi, mỗi lần đều là giờ cơm thì đến, đưa xong lại đi. Tôi muốn xuất viện, buổi tối thứ tư xảy ra chuyện, tầng một một vẫn như thường ngày, mặt không đổi sắc đem hộp cơm đặt ở tủ đầu giường của phòng bệnh, xoay người chuẩn bị đi thì sau lưng, người phụ nữ trầm mặt trên giường bệnh chậm rãi nói. Một tiếng ầm ầm này, nhưng chọc vào sự lạnh lùng bốn ngày qua của tận mộc mộc, dừng bước, hơi có vẻ vội vã nghiêng đầu, không chút nghĩ ngợi mà từ chối không được, bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn, đây là quan tâm. Giảng đồng bình tĩnh nhìn tận mộc mộc, tôi khỏe rồi, đã hết sốt. Tôi muốn đi làm, cô cố ý chứ gì? Cô muốn tất cả mọi người đều nhìn thay vết sẹo trên trán cô, tầng mộc mộc tức giận, giảng đồng, quả nhiên cô không đơn giản. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, những lời này quả nhiên đều là thật, nhìn cô đàng hoàng mà cũng có tâm cơ như vậy. Lông mi giảng đồng rủ xuống, che kín mất mát ở đáy mắt, quả nhiên cô suy nghĩ nhiều rồi, quan tâm. Thời điểm nhìn về phía tầng mộc một lần nữa, ánh mắt giảng đồng có chút chết lặng, tôi muốn đi làm. Cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện một chút, vừa nói, cô liền vén chăn lên, chậm chậm xuống giường thay quần áo. Tần một một kinh ngạc mở to hai mắt, vừa rồi là giảng đồng ra lệnh cho mình, cô ta, giảng đồng, ra lệnh cho mình. Một cổ cảm giác nhục nhã tự nhiên nảy sinh, nhìn về phía người đàn bà từ trên giường bệnh xuống, chân chậm rãi đi tới cửa, dù là chậm chạp kia cũng đúng là ra khỏi phòng, nói các khác, giảng đồng cô ta đang nói thật, không phải đùa giỡn, cô ta thật sự chuẩn bị xuất viện, như vậy sao được? tầm mắt từng một một lập tức rơi vào trên trán giảng đồng, trong nháy mắt ánh mắt hốt hoảng, cô là đang sợ, trước khi vết thương trên trán lành, người thọt này làm sao có thể trở lại đông hoàng? Không chút suy nghĩ, bước chân động một cái, ngăn giảng đồng lại, "Giảng đồng, sao mà cô hạ tiện như vậy?" "Đi làm đi làm đi làm." Nói thì hay, người không biết lại tưởng cô có sự yêu thích lao động sâu sắc đó. "Công việc của cô?" "Công việc của cô không phải là muốn đi lấy lòng đàn ông." "Bệnh chưa chữa khỏi?" Gấp như vậy cô liền đi lấy lòng đàn ông, cô cứ vậy không đợi được mà muốn đi làm chó mẹ rồi, hay là nói, thật ra thì cô căn bản rất hưởng thụ quá trình này. Nếu không sao mà không để ý thân thể đang bị bệnh mà vội vã quay lại Đông Hoàng, Tần Mộc Mộc chỉ muốn không để cho giảng đồng đến Đông Hoàng vào lúc này, cũng không suy nghĩ một chút trong lời nói của mình có bao nhiêu tổn thương đến người khác. Nói với giảng đồng một lúc lâu, giảng đồng càng im lặng, chẳng qua là cúi đầu nhìn chân bàn tay ở phía sau lưng nắm thành quả đấm run rẩy cô rất muốn phản bác rất muốn giải thích biết rõ phản bác có tác dụng không quả thật là cô vì tiền mà quỳ xuống quả thật là cô vì muốn có nhiều tiền hơn mà nằm xuống học chó vẫy đuôi quả thật là người ta không có nói láo người ở trước mặt cô nói đều là sự thật mà cô chính là làm như vậy cô có thể phản bác cái gì chứ cô có thể giải thích rõ sao mỗi một người đều có tín ngưỡng riêng hoặc là một người hoặc là một tín niệm thanh âm ồm ồm áp chế chua xót giảng đồng tận lực bình tĩnh chậm rãi nói và tín ngưỡng này với người này vì tín niệm của mình mà cố gắng phấn đấu để đạt được ít nhất không nên cười nhạo họ tần mộc mộc ngẩn người một chút quan sát giảng đồng trước mặt từ trên xuống dưới như nào mà một người đàn bà thấp kém dốt nát chưa tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nói ra những câu này cũng không biết người đàn bà thấp hèn này học ở đâu ra đã đổi sang cấp học của việt nam để mọi người dễ hiểu đấy lòng nghĩ như vậy ánh mắt nhìn giảng đồng càng thêm khinh bỉ giảng đồng nói xong chậm rãi nhấc chân vòng qua tầng mộc mộc một cái tay bắt lấy tay cô thật nhanh không cho phép cô đi cô phải ở đây dưỡng bệnh đến lúc vết thương trên trán lành mới được xuất viện giảng đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tầng mộc mộc từng chữ từng chữ rõ ràng nói tôi muốn đi làm việc cái này không liên quan đến cô cô nhìn như rất yếu đuối nhưng đẩy bàn tay của tầng mộc mộc đang nắm lấy cánh tay mình ra cũng không thèm nhìn tần mộc mộc đang khiếp sợ kia mà nhấc chân đi ra ngoài. Tần mộc mộc ở sau lưng một lúc mới phản ứng được, nhấc chân đuổi theo, chân giảng đồng vốn bất tiện, đi đứng chậm chạp, rất nhanh tần mộc mộc liền đuổi kịp, giảng đồng cũng không xoay người, chẳng qua là nghe được tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau, một bên dùng đôi chân không được thuận tiện của mình tiếp tục đi. Một bên dùng thanh âm ầm ầm của mình chậm rãi nhưng kiên định nói, nếu như cô còn dám ngăn cản tôi, tôi liền gọi điện thoại cho mộng tỷ so với a lộc dùng mạng ở nơi tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam cứu mình một tầng một một thì sao chứ tầng một một cũng được ai cũng được thậm chí người đàn ông kia cũng được giảng đồng không nghĩ ra còn có gì quan trọng hơn a lộc mặc cho sau lưng đạo ánh mắt kia hung tận nhìn mình mặc cho tầng một một thở hổn hển nhưng lại không dám thật sự đi lên ngăn cản mình giảng đồng từng bước từng bước ra khỏi bệnh viện tầng một một không hề phát hiện người mà ở trong mắt mình hèn mọn đê tiện vô năng lại không có trình độ học vấn, không hề là cái gì như giảng đồng, so với một sinh viên xuất sắc của đại học S như cô, đi càng ung dung, càng kiêu ngạo. Tần Mộc Mộc dĩ nhiên cũng không hề phát hiện, ngay tại phòng bệnh cách vách của giảng đồng, một người đàn ông hai tay ôm ngực, lười biến tựa vào khung cửa, người nọ nhìn giảng đồng biến mất trong cửa thang máy liền đứng thẳng người nâng đùi thon dài đi qua tần Mộc Mộc, đi tới chỗ thang máy giảng đồng vừa vào, giảng đồng đi thang máy xuống lầu, đi đứng bất tiện nên đi đường rất chậm, huống chi dù hết sốt nhưng thân thể hư hỏng, cô chậm rãi đi ra cửa bệnh viện, đứng ở giao lộ đưa tay vẫy một chiếc xe taxi. Sư phụ, tôi muốn đi Đông Hoàng, có thể xem một chút lấy rẻ cho tôi không? Bác Tài đưa đầu nhìn một cái, đầu năm nay làm ăn khó khăn, đây là xe taxi, cũng không phải là xe đen, có ngồi không? Không thì tôi lái đi, hiển nhiên, không muốn nhượng bộ, không biết làm sao, giảng đồng sợ túi áo một cái, ngẩng đầu, sư phụ, trên người tôi chỉ có 20 tệ, đủ rồi, lên xe đi. Nếu như có thể, cô không muốn ngồi xe taxi, quá đắt. Chẳng qua là hôm nay có lẽ cô muốn quên đi sự quẩn bách của mình, nên mới xa xỉ ngồi xe taxi, giống như nếu đi xe này, tự như cô sẽ giống như bao nhiêu người bình thường ở trên đường vậy, đều có tôn nghiêm của riêng mình. Giảng đồng cô cố gắng hết sức để cho mình xem, bản thân giống như một người bình thường, cô khát vọng có thể có tôn nghiêm của một người bình thường. Đúng, nội tâm cô vẫn khao khát, nhưng cô cũng không thể đi xin người khác cho mình được, thứ mà người khác không muốn cho, cầu như thế nào đi nữa cũng cầu không nổi. Cô làm như vậy, là để tận lực cho bản thân thấy mình vẫn giống như một con người thực thụ. Chương 40, xe taxi lái về phía Đông Hoàng, giảng đồng xuống xe, đứng ở cửa, những kiến trúc bên ngoài cũng lộ ra vẻ khiên tốn mà xa hoa của quốc tế Đông Hoàng. Cô cũng không vội vào ngay, giơ tay lên, sửa sang lại quần áo trên người thật chỉnh tề, xé miếng gạt trên trán ra, Sửa tóc mái che đi vết sẹo làm xong hết thảy duỗi thẳng lưng xương sống bị uốn cong trong ba năm cũng hết sức để duỗi thẳng giảng đồng mắt không đổi nhất chân đi vào quốc tế đông hoàng đang náo nhiệt ở sau lưng cô một chiếc ferrari màu xanh da trời dừng trước cửa quốc tế đông hoàng cửa kính xe chậm rãi hạ xuống lộ ra một khuôn mặt có thể nói là phong hoa tuyệt đại mà người này chính là nam nhân xa lạ quan sát hết quá trình đối thoại của tần mộc mộc cùng giảng đồng giờ phút này trên gương mặt tuyệt đẹp kia một đôi mắt phượng đang lóe lên sự hưng phấn cùng máu tanh của cuộc săn. Giảng đồng sau, tầm mắt hắn một mực nhìn về phía cửa đông hoàng, một hồi lâu sau, từ từ lấy điện thoại từ trong túi âu phục ra, bấm một dãy số, lười biến nói chuyện điện thoại, lục xâm, cậu từng thấy người phụ nữ đẹp nhất chưa, bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi, không trả lời vấn đề này của đối phương, ngược lại trầm ngâm hỏi ai lại thành con mồi của cậu, bên này, người đàn ông ha ha cười lớn, vẫn là cậu hiểu tôi. Là kiểu phụ nữ gì, lục sâm tuyệt đối không nghĩ tới người mà bạn thân của hắn để mắt tới lại là giảng đồng đã từng có duyên gặp mặt một lần cái này không trách được lục sâm gu của người này trong quá khứ đều rất cao ai mà nghĩ tới lần này lại khẩu vị nặng như vậy a à sâm đây là người phụ nữ mà tôi thấy thú vị nhất tôi nghĩ là ở nước hoa ba tháng cũng sẽ không còn nhàm chán nữa rồi bên kia điện thoại lục sâm kinh ngạc một chút lông mày hơi khêu lên đánh giá cao như vậy ba tháng phải biết cuộc săn của người này dài nhất cũng chỉ là hai tháng mà thôi người phụ nữ rất thú vị là người phụ nữ mà tôi thấy mâu thuẫn nhất hèn mọn đến vô cùng lại kiêu ngạo đến vô cùng cậu đã từng thấy ai hèn mọn mà lại ngạo nghễ đến gây gắt chưa trừ phi vốn dĩ là kiêu ngạo ở tận trong xương tuỷ tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc là người nào chuyện gì mới có thể khiến dáng vẻ một người phụ nữ biến thành hình dáng bây giờ a à sâm tôi muốn thức tỉnh dáng vẻ thực sự của cô ta Lục Sâm khó hiểu kinh hồn bạc vía, cùng người bạn thân này làm bạn mười mấy năm, chưa bao giờ từ trong miệng hắn nghe qua những lời như vậy, tùy ý cậu đi, hắn vẫn tin tưởng lý trí của người bạn này, tôi không ngăn cản cậu, kênh, nhưng cậu phải hiểu, lòng người không nên đùa bỡn. Có chừng mực thôi, nam tử xa lạ cũng chính là kênh, cười không nói cắt đứt cuộc gọi điện thoại, xuống xe, đóng cửa xe lại rồi nhấc chân đi vào đông hoàng. Sao cô ta lại tới đây? không phải nói là thân thể không thoải mái sao, đừng để ý đến cô ta, cũng không phải cùng một loại người với mình, đúng vậy, nghe nói tầng một một ở chung với cô ta, cũng có nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn nhiều hơn nữa cuối cùng lúc bị bệnh, còn không phải là tầng một một người ta ngày ngày chăm sóc cô ta sao, giảng đồng vừa mới tới Đông Hoàng, dọc theo đường vào bộ phận TR nghe được rất nhiều người sau lưng nhỏ giọng bàn tán, tâm tư của cô hôm nay đã có thể dùng từ chết lặng để hình dung, cô không ngốc, sở dĩ những lời này sao lại truyền ra, là nhờ ai, lòng cô biết rõ. Đối với sự thật, sợ rằng cũng không có ai thèm quan tâm. Nếu đã vậy, nói hay không nói, cũng có quan trọng gì đâu. Đối với những người này ở sau lưng chỉ chỉ rõ rõ, thuyết tam đạo tứ, lớn tiếng phê phán, giảng đồng coi như biệt tai không nghe. Mở cửa phòng nghĩ ra tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, thuyết tam đạo tứ, nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ chỉ trích, phê bình, nói này nói nọ, chẳng qua là bốn phía không ngừng truyền tới tiếng bàn tán, còn có các loại ánh mắt quan sát, theo bản năng, giảng đồng cúi đầu xuống, sờ tráng một cái, đau, cô chẳng qua là đem vết sẹo kia che bởi tóc mái càng chặt chẽ hơn, dĩ nhiên cũng không phải vì tầng mộc mộc, mà vì chính cô, cô cần tiền, cần rất rất nhiều tiền, cùng những nhân viên khác của bộ phận TR so sánh, giảng đồng giống như một xuất hiện xấu xí, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn im lặng ngồi trong góc, chờ đợi. Có lẽ những người giàu kia sẽ có những sở thích không giống người thường thì sao? Giảng đồng, ra đây, giám đốc bộ phận TR đứng ở cửa phòng nghỉ, mặt không đổi sắc gọi giảng đồng, xung quanh tầm mắt như dừng lại, tất cả đều sáng lên, cười trên nỗi đau của người khác chờ giảng đồng bị mắng, giảng đồng do dự đứng lên, đi tới phía của giám đốc bộ phận TR, chậm rãi hỏi, giám đốc hứa, có chuyện gì không? Thân thể tôi lúc trước có chút không thoải mái, tầng Mộc, Mộc giúp tôi xin nghỉ rồi, nhưng giám đốc bộ phận TR căn bản không nghe giảng đồng nói không kiên nhẫn mà cắt đứt cô đi với tôi, phòng 601 có khách chỉ đích danh cô tiếp, lúc giám đốc hứa nói lời này, cửa cũng không khóa, người sau lưng đang ở trong phòng nghỉ nghe được, mặt đầy ngạc nhiên. 601 là tầng 6, chính là tầng VIP á, à, đúng vậy, chính là tầng VIP có tiền cũng chưa chắc vào được. Rốt cuộc là ai nhỉ? Không nghe nói tối nay có người bao phòng 601 mà, hơn nữa còn chỉ đích danh cô ta. Đùa hả? Su sần nói không chừng lại là một khách dở hơi đó loại chuyện này chưa chắc là chuyện tốt đâu người này nói xong mọi người trong phòng nghỉ đều lộ ra vẻ đã hiểu cũng đúng loại việc này chúng ta không làm được mặc dù có chuyện của luna và trăng trăng nhắc nhở nhưng nhân viên bộ phận tr cũng không có để vào mắt huống chi đại bốt két nhất là gây rắc rối các cô cũng không có làm gì với giảng đồng ban đầu những người này vốn dĩ đã có ý kiến với giảng đồng không đạt tiêu chuẩn nhưng lại được vào bộ phận này của họ làm Huống chi giảng đồng vốn là nhân viên vệ sinh của Đông Hoàng gần nửa năm, một nhân viên vệ sinh thế mà tự dưng một ngày lại không rõ ràng mà tiến vào bộ phận của các cô, dù là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bên ngoài phòng bao 601, giám đốc bộ phận TR lạnh mặt, cầm hơi hết lên hướng về phía giảng đồng, sau khi đi vào, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên làm cái gì không nên làm đều phải hiểu, khách yêu cầu thì phải thực hiện. Đừng có mà đắc tội khách, hiểu chưa, hiểu rồi. Giám đốc hứa, đáy mắt giám đốc hứa lại càng thêm chán ghét không hề che giấu, bất kể là ai mang cô vào bộ phận TR, nhưng vào nơi này của tôi thì phải theo yêu cầu của tôi mà làm việc. Cô nên nhớ, muốn làm ở chỗ của tôi thì đừng gây phiền toái gì cho tôi, còn nhiều người muốn chen người vào bộ phận TR. Nếu cô làm không tốt thì tốt nhất cút ra ngoài đừng chiếm vị trí. Mặt mũi của ai cũng vô dụng. Nhớ chưa, lỡ như là người quen, tim cô có lại, sắc mặt có chút trắng bệch, trừ những người ba năm trước, còn có ai nữa chứ, đây không phải là thứ cô nên quan tâm. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, vào đi, giám đốc hứa nói xong liền đưa tay kéo cửa ra, giảng đồng phản ứng cũng không kịp nữa, bị giám đốc hứa đẩy một cái, lão đảo bị đẩy vào phòng bao, cô chưa kịp đứng vững, bỗng nhiên một cổ lực mạnh kéo cô về phía trước, trong kinh hoảng thất thố, một mùi hương của nước hoa xông vào mũi. Một đạo thanh âm tự tính ở bên tai cô cô, rốt cuộc cũng đã tới. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.